Riêng mình nhắn với thầy thì tụi em sẽ mình sẽ bình từ trên xuống dưới ha, chứ mình không có cần phải đọc luôn tuồng đâu. Hoặc là nhiều khi tụi em sẽ phải mới mốt, tụi em sẽ phải thi vấn đáp tùy. Nhưng mà dịch bệnh mà hết á thì khi mà thi vấn đáp đối với riêng đối với bản thân của thầy thì tụi em sẽ phải trình bệnh từ trên xuống dưới, và thường thì ít khi bạn nào mà trình bệnh án mà qua khỏi được cái phần tình trạng lúc nhập viện lắm. Thì thường đến đó thì thầy đã hỏi rồi, chứ không có cần phải đi sâu những cái phần ở dưới quá. Tụi em phải đi từng phần từng phần từng phần, bởi vì tụi em đang bị một cái chuyện đa phần là tụi em sẽ bị mông lung. Khi mà tụi em làm bệnh án, tụi em bốc thăm như một cái bệnh án thì tụi em sẽ bị mông lung là không biết là mình sẽ phải làm bệnh án ở với cái tư cách như thế nào. Thường đa phần tụi em sẽ bị dướng cái phần đó, giống như là không biết là mình làm với tư cách là lúc vô viện hay là lúc bữa nay nó xuất viện ra sao. Bữa nay xuất viện nhá, giả sử là nó không còn triệu chứng gì cả thì tụi em sẽ chẩn đoán như thế nào đây, không lẽ chẳng đó là bé khỏe. Rồi tụi em sẽ gom những triệu chứng, những hội chứng này kia rồi rất là dài dòng, do đó là không có, mà cũng không có phù hợp đối với đi lâm sàng. Thực ra đi lâm sàng thì khi em bé nó vừa mới vô viện thì nó sẽ với những cái triệu chứng nào thì mình sẽ buộc phải chẩn đoán, đôi khi chỉ có một vài triệu chứng thôi, nhưng mà xong rồi sau đó thì em bé nó diễn tiến rồi, cũng như đồng thời kết quả cần lâm sàng về nó trả về như thế nào đó, thì chúng ta sẽ lại có một cái câu chuyện tiếp theo nữa, rồi chúng ta sẽ phải chẩn đoán ở cái vị trí ở cái thời điểm đó. Do đó vẫn muốn rằng là các em sẽ chẩn đoán theo cái kiểu đó để các em sau này tên mới làm nghề được. Mình giống như mình đang học cái nghề để làm bác sĩ, mình đã đi lâm sàng nó sẽ hoàn toàn khác đối với cái chuyện mà mình học ở trên giảng đường lý thuyết từ trước đến nay nữa. Mình đã đi lâm sàng thì mình sẽ phải học theo cái kiểu đó thì mình mới ra, mình mới khám bệnh và mình mới điều trị được ha. Do đó thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới đến đến những từng đoạn chỗ nào chúng ta sẽ chẩn đoán và điều trị ở những cái phần như vậy ha, chứ chúng ta sẽ không đi hết đọc hết nguyên cả một bệnh án rồi sau đó rồi chúng ta sẽ lại phải ngồi mò mẫm gom chung ở chỗ này miếng triệu chứng, chỗ kia miếng triệu chứng để gom thành hội chứng để ra chẩn đoán, thì cái đó nó giống như là nó vẽ vời lắm ha. Bây giờ đi phần đầu thì đối với cái bệnh án này tụi em nhìn tụi em xem, đây là con bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 16 ngày tuổi, giới tính nữ. 16 ngày tuổi này thì thực ra là cái bạn này làm bệnh án 16 ngày tuổi này chính là cái ngày mà nó hôm nay các bạn khám đó tụi em, đó là 16 ngày tuổi là cái ngày hôm nay các bạn khám ha. Thành ra chỗ này 16 ngày tuổi đối với sơ sinh đó, thực ra là cái ngày tuổi nó sẽ rất là chi ly hơn đối với những bé lớn. Bé lớn ta tính theo từng tháng tuổi bao nhiêu tuổi, nhưng mà lớn hơn nữa chứ không có tính theo từng chi ly từng ngày như thế này. Nhưng đối với sơ sinh thì cái việc mà tính từng ngày nó quan trọng lắm, bởi vì cái ngày tuổi ở đây thì mình sẽ định hình ra là à đứa này nó vô viện lúc nó vừa mới đẻ ra, hay là đứa này nó vô viện lúc mà nó đã về nhà rồi, nó nằm ở nhà với mẹ nó rồi, rồi xong rồi sau đó nó xảy ra chuyện rồi nó vô trong này. Cho nên mình sẽ coi cái ngày tuổi nó quan trọng. Thì tụi em sẽ mở cái hồ sơ bệnh án ra, tụi em coi cái ngày sinh của nó đó, tụi em xem coi nó bao nhiêu ngày tuổi. Thì đứa này là 16 ngày tuổi là ngày hôm nay khám, các bạn khám tính theo cái ngày các bạn khám ha. Giới tính nữ, ở Phong Điền, Cần Thơ. Rồi họ tên cha, họ tên mẹ thì những phần này thì nó cũng không có quan trọng lắm. Nó chỉ giúp ích cho mình trong vấn đề đó là mình sẽ tư vấn với gia đình, mình sẽ nói chuyện với ba mẹ nó như thế nào thôi. Ví dụ chẳng hạn ở đây là ba mẹ ba làm thợ hồ, trình độ là 4 trên 12, mẹ làm ruộng 7 trên 12. Thì mình biết để mình cách mình giao tiếp với họ để cho nó phù hợp nhất, để cho mình nói họ hiểu vấn đề nó ra ha. Chỉ như vậy thôi. Thế mình cũng không có thực ra vẫn không có liên quan gì cụ thể lắm đối với cái chuyện mà ba mẹ nó học vấn như thế nào đâu. Ảnh hưởng tới chuyện mà nó bú mẹ như thế nào, chuyện đó thì cũng rất là khó nói. Có người người ta học học rất là tệ nhưng mà người ta chăm con vẫn rất là tốt. Ngày giờ vào viện 13 giờ 28 phút ngày 7 tháng 3 2019. Thì cái chỗ này, cái bệnh án chỗ này, thật ra là cái bệnh án này để cho tụi em phân tích thì tụi em có nhận xét về gì về những cái cách làm của các bạn như thế này hay không? Thầy sẽ hỏi thử một số bạn ha. Tụi em có cần những thông tin gì hay không? Quỳnh Minh Châu. Châu ơi. Mai Thị Bích Trâm. Thầy không thấy Châu lên. Chị có em này. Ok. Rồi. Với cái bệnh án, với cái tình trạng lúc vô viện như vậy. Đây. Phần hành chánh này và phần chuyên môn lý do vào viện, rồi ngày giờ vào viện chỗ này thì em có nhận xét như thế nào? Thứ thầy là thứ
tự thì em thấy là thứ tự các bạn làm đúng, mình có thể biết bé vào viện lúc nào hay là lúc mới sinh ra được vào viện liền hay là mấy ngày sau. Đâu, cái bệnh án này đâu có thể hiện đâu. Đâu có biết đứa này là vô viện lúc nào đâu. Đâu em. Nè, cái bệnh án là thầy thấy là đâu có thể hiện đâu. Đúng không? Nếu là em Vậy thì với phần bệnh sử có ghi này. không không, ngay từ lúc ngày vào viện là tụi em phải ghi. Chỗ này đáng lẽ ra là tụi em sẽ ghi những cái gì biết không? Tụi em sẽ ghi là mở ngoặc ra là ngày thứ mấy, lúc bao nhiêu đó, mấy ngày tuổi đó. Ví dụ chẳng hạn như 1 ngày tuổi chẳng hạn đó, tụi em có thấy thầy mới đánh đánh thêm không? Thấy Ok, mình sẽ cho người ta thấy là nó làm tuổi rồi, người ta sẽ hình dung hơn. Chứ còn mình mà ghi cái thông tin đó là 13 giờ 28 phút ngày 7 tháng 3 thì người ta cũng sẽ không hình dung ra được đứa này là ngày 7 hay là ngày bữa nào. Thì đó, mong mốt đối với cái bệnh án sơ sinh thì em phải ghi rõ ra như vậy đó. Một cái ngày tuổi là ngày hôm nay tụi em khám, và một cái ngày tuổi là lúc nó vào viện, là nó vô lúc nó bao nhiêu ngày tuổi, để người ta hình dung nó ra ha. Còn đối với giả sử như đối với những cái bé lớn hơn thì đôi khi chỗ này tụi em sẽ ghi đó là ngày thứ mấy của bệnh đó. Tụi em hình dung ra không? Ha. Để người ta định hình nó ra thì đứa này nó vô viện lúc nó 1 ngày tuổi luôn, lý do vào viện đó là vì thở yếu. Thì đây cái bệnh sử của nó, đây là bệnh sử của nó. Bé gái non tháng 32 tuần 5 ngày theo siêu âm 3 tháng đầu, được chỉ định là sanh mổ do chuyển dạ có thiểu ối tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, được tiêm thuốc trưởng thành phổi trước đó không rõ loại, lúc thai được 32 tuần, bé nặng khoảng 1,7 kg, áp ga lòng 1 phút là 6 điểm, bé không khóc ngay, toàn thân hồng, vận động phản xạ yếu, chi ấm, lập tức được hút đầm nhớt, thở oxy qua mũi, áp ga là 8 điểm, bé khóc yếu, thở không đều, toàn thân hồng, tim đều, phản xạ vận động tốt hơn so với người nhà, được bác sĩ tư vấn chuyển viện cho bé siêu hấp sơ sinh, sau 1 giờ bé được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Rồi dây, ok, mình sẽ đi với cái phần bệnh sử của một cái đứa trẻ sơ sinh mà nó vừa mới đẻ ra lúc 1 ngày tuổi mà nó xảy ra chuyện như thế này. Thì tụi em thường cái bệnh sử tụi em sẽ có nhiều cách để tụi em có thể trình bày. Thì thường đa phần đối với những bé lớn này kia thì tụi em có thể tụi em trình bày nó cách nhập viện mấy giờ gì đó, nó xảy ra chuyện gì đó, hoặc là cách nhập viện mấy ngày đó thì xảy ra chuyện gì, đúng không? Tuy nhiên đối với những đứa mà sơ sinh mà vừa mới đẻ ra thì tụi em cũng có thể để cái phần này ở cái phần trên này cũng được, không có sao cả hết, không có vấn đề gì hết nha. Hoặc là tụi em đem nguyên cái phần, những cái phần màu xanh non bao nhiêu tuần này nè, thì tụi em để nó ở phía dưới cái phần là phần tiền sử sản khoa nha. Chỉ dành riêng đối với những đứa mà sơ sinh mà 1 ngày tuổi mới đẻ ra mà nó xảy ra chuyện thì tụi em có thể làm cái kiểu này ha. Còn đối với những đứa mà nó sau đó khoảng 10 mấy ngày tuổi rồi thì tụi em nên làm cái kiểu kia và để những cái phần này vô phần tiền sử sản khoa ha. Còn đối với ở đây đó là bệnh sử của một đứa mới 1 ngày tuổi thì thầy có thể đồng ý chấp nhận cái này cũng được, không sao hết. Thì ghi như vậy thì đôi khi nếu mà trình bệnh nó trình trên trên lâm sàng nó đứng trình bệnh thì cái kiểu này lại tiện lợi hơn. Cái bạn này bạn làm là bởi vì bạn này đã đi lâm sàng với thầy hay ra sao đó thầy quên quên rồi, thì bởi vì các bạn trình bệnh mỗi buổi sáng thì các bạn trình như vậy thì sẽ dễ hình dung hơn, chứ các bạn nói ra trước rồi một hơi nói với tiền sử sản khoa thì khó hình dung. Thì đó, các bạn này bạn làm bệnh sử thì bạn làm theo cái kiểu đó, thì bởi vì nó 1 ngày tuổi cho nên chấp nhận được ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có những thông tin khi mai mốt tụi em đi thi cũng vậy, hoặc là đi khám lâm sàng cũng vậy, tụi em sẽ phải có một cái tờ giấy để tụi em sẽ note lại. Nếu tụi em note không trong đầu không được thì tụi em phải note trong một tờ giấy để đưa ra những cái vấn đề của em bé, chứ mình sẽ hỏi một hơi sẽ rất là nhiều thông tin, mình sẽ không biết đi về đâu ha. Thì ở đây đầu tiên một đứa trẻ sơ sinh thì những cái thông tin thiết yếu cần phải có của nó, giống như một cái giấy khai sinh của nó đó, một chứng minh nhân dân cho nó đó, thì mình phải biết những thông tin xoay quanh câu chuyện của nó. Là câu chuyện nó là cái gì vậy? Thứ nhất, đứa trẻ này đã là sinh ra đủ tháng hay non tháng? Đây là một đứa trẻ sinh ra là 32 tuần 5 ngày. Thì chỗ này em bé mà nó sinh đủ tháng hay non tháng thì bao nhiêu là non tháng? Bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện, chúng ta sẽ tương tác với nhau trực tiếp trên Zalo liền ha. Thầy nhờ lớp trưởng các em sẽ tạo một cái bình chọn ở trên group Zalo dùm cho thầy. Thầy nói tới đâu thì em sẽ bình chọn tới đó ha. Vậy khi nào một em bé bao nhiêu tuần tuổi thai sẽ gọi là non tháng? Rồi tụi em bình chọn trên đó đi.
em làm nhanh để mình sẽ không mất thời gian ha. Và tụi em sẽ bình chọn luôn, đó là ok dưới 37 tuần chỗ Tuyền Dương Khánh Phụng. Ok, dưới 37 tuần rồi, thầy đồng ý. Dưới 37 tuần đó là non tháng. Tuy nhiên là tùy từng cái mức độ non tháng mà mình sẽ có những cái thái độ khác nhau nha các em nhớ ha, là tùy từng cái mức độ non tháng mình sẽ có cái thái độ khác nhau. Khác nhau ra sao vậy? Là ví dụ chẳng hạn như một em bé này của mình là như vậy 32 tuần đúng không, thì mình sẽ có thái độ khác nha. Một đứa 36 tuần cũng là non tháng nhưng thái độ mình sẽ khác hơn. Một đứa mà ví dụ như 28 tuần thái độ mình sẽ khác hơn. Mình sẽ tiên lượng nó hoàn toàn khác nhau, đúng không? Do đó người ta sẽ phân chia nó ra từng mức độ non tháng để người ta sẽ đối xử với nó khác nhau, người ta sẽ tiên lượng nó khác nhau. Vậy thì người ta sẽ tiên lượng, người ta sẽ phân từng cái mức non tháng cụ thể như thế nào? Ok, thầy thấy một bạn Lê Tú, đúng là tụi em cứ tương tác gì đi. Thầy rất là thích, tụi em đã trả lời cái kiểu này giống như là ở trên Sài Gòn học vẫn vậy, các bạn trên Sài Gòn vẫn học kiểu này. Sinh non muộn, một bạn là Lê Tú trả lời đó là non muộn là từ 34 tuần đến 36 tuần, 6 ngày. Sinh non vừa là từ 32 đến 34 tuần, rất non là dưới 32 tuần, cực non 28 tuần. Thì thấy khá nhiều bạn, 12 bạn đã thả tim. 17, 18, 20. Thì chắc có vẻ nhiều người đồng tình đúng không? Ok, thầy đồng ý. Tức là từng cái mức độ non người ta sẽ phân nó ra. À, từ dưới 36 tuần cho đến 34 tuần, ta lấy cái mốc 34 tuần đó là sinh non muộn, là late return, tức là gần đủ tháng đó tụi em. Thì đối với những đứa trẻ này người ta tạm coi là nó gần đủ tháng rồi, tức là cũng được, không đến nỗi nào lắm, tức là nó vẫn là non tháng nhưng mà được không đến nỗi. Từ 32 đến 34 tuần đó là non, ok, đồng ý. Là non, đến này là non thật sự đó. Rồi dưới 32 tuần đó là rất non và dưới 28 tuần là sơ sinh cực non, đồng ý. Đó là cái phân loại để cho mình thái độ và đánh giá khác nhau. Thì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng một điều này tụi em, là những đứa mà sơ sinh mà cực non á, dưới 28 tuần á, là những đứa rất là dễ chết. À, do đó điều này nó sẽ tạo một cái thái độ cho mình. Ví dụ chẳng hạn như mình đang trực trong đêm, thì một cái bệnh viện nào đó điện thoại, alo bệnh viện đa khoa trung ương chẳng hạn, chuẩn bị chuyển tới cho mình một cái ca này, mình hỏi ở cái đứa này là bao nhiêu tuần, mình phải hỏi nó. Thì bên bệnh ta nói ở đứa này là 35 tuần, ok, thì mình tiên lượng nó sẽ khác. Ta điện thoại ta nói ở đứa này hiện giờ có 26 tuần nha, tụi em sợ không? Tụi em sợ, rất sợ đúng không? Ok, tụi em có thể trả lời trực tiếp trên Zalo cho thầy, thầy sẽ có thể nhìn thấy thầy đang để điện thoại như thế này. Nghe em cứ trả lời thoải mái trên group Zalo, không có vấn đề gì hết. Do đó đứa này là 32 tuần thì nó sẽ thuộc vô cái nhóm nào tụi em? 32 tuần 5 ngày. Rồi vô cái nhóm nào? Là sinh non, ok, là non vừa, tức là non đó, là thực sự là non, đúng không? Ok. Như vậy thì nhưng mà tụi em phải đặt ra một cái câu hỏi như thế này nè, phải nói cho tụi em là tụi em sẽ mình sẽ không đi lâm sàng, mình phải kiểm tra nhiều nguồn thông tin chứ không phải chỉ nghe một cái kênh thông tin đâu, lúc nào cũng vậy hết, không chỉ nghe có một kênh thông tin, lúc nào cũng phải nghe nhiều kênh thông tin, rồi những thông tin này nó gần gần khớp với nhau thì ok. Rồi thì thấy rồi, Ngô Tiền Băng, Vũ Linh, Quang Trân như nè, Diễm Duyên thì sinh non vừa, ok đồng ý rồi tụi em. Nhưng mà đứa này á là nó người ta căn cứ dựa vô đâu để người ta nói đứa này là 32 tuần, mình phải khảo sát lại chứ bộ, đứa đâu phải ai nói mình cũng tin đâu đúng không? Vậy thì mình có những cái kênh thông tin nào để mình đánh giá một đứa trẻ là non tháng hay là muộn hay là đủ tháng ra sao? Mình có những kênh thông tin nào? Rồi tem trả lời. Chúng ta sẽ có những cái kênh thông tin nào? Dựa theo kinh chót của Bùi Duy Phúc, ok đồng ý. Trương Hoàng Nguyên là siêu âm 3 tháng đầu, siêu âm 3 tháng đầu Tuyền Dương Duy Phúc là siêu âm, siêu âm ok. Tụi em làm cái bình chọn đi, còn không trả lời như vậy thì cũng được, không sao cả. Ngoài ra còn 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 dựa vô những cái dựa vô thông tin nào nữa không vậy tụi em? Nếu bây giờ giả sử như người ta khai, tại vì khi mà chuyển em bé qua bệnh viện Nhi đồng bên đây thì cái thường cái người mà chuyển qua bên đây thường là ông bà gì đó, còn mẹ nhiều khi mẹ đẻ ra là mẹ nằm bên kia rồi, cho đó hỏi kinh chót của cũng không biết, rồi hỏi siêu âm thì cổ cũng đâu có đi đem theo một một bà cụ lớn tuổi không biết. Giấy chuyển viện hả Tú? Giấy chuyển viện thì nhiều khi bên kia, lỡ bên kia nó có sai lầm gì rồi sao hay không, mình tin bên kia sao? Tin thì cũng tin đó, tức là coi giấy chuyển viện từ một cái bệnh viện khác là một cơ sở y tế thì cũng tạm thời cũng cũng tin tin, nhưng mà
lỡ bên kia lỡ có nhầm rồi sao? Sổ khám thai hả? Không có đem theo. Sổ này không có đem theo. À thì thấy đây một bạn nào vĩ nào. Check băng thang điểm ba la new score. Ok, đồng ý, đồng ý. Trần Quyền, đồng ý. Tức là mình sẽ có một cách để mình khảo sát nữa tụi em. Một là mình sẽ dựa vô cái chuyện đó là kinh chót của mẹ, đúng không? Nhưng mà đôi khi, nhiều khi người ta không nhớ kinh chót, đôi khi người ta nhớ. Và người ta sẽ có thể dựa vô cái chuyện là siêu âm 3 tháng đầu để ta coi. Nhưng mà đôi khi, nhiều khi người ta cũng lỡ, lỡ quên, hoặc là người khác đi ẵm em bé qua bên đây thì là cũng không rành. Nhưng mà không sao, mình sẽ có một cách là mình sẽ khảo sát trực tiếp trên em bé để mình đoán chừng coi đứa này bao nhiêu tuần tuổi thai, đúng không? Mình sẽ khám cụ thể trên em bé bằng cái thang điểm ba la new score. Vậy cái thang điểm đó là như thế nào vậy? Thang điểm nó ra sao vậy? Đây, mình có cái thang điểm ba la new score. Cho em xem quá. Đây cái thang điểm ba la new score. Thì mở thêm một cái nữa ha. Đây, tụi em có thấy cái thang điểm ba la new score trên cái trình chiếu trên máy tính chưa? Ok. Rồi các em đã thấy chưa? Cái thang điểm ba la new score này họ sẽ đánh giá, họ dựa vô hai cái phần. Một cái phần là họ sẽ khám đánh giá về đánh giá về cái chuyện đó là góc cổ tay, nhượng chân của em bé nó ra sao. Những chỉ số về về thần kinh thực và thực những cái chỉ số về thực thể. Đây, rồi họ sẽ đánh giá đây, họ sẽ coi đánh giá về vấn đề trương lực cơ của nó, tư thế của nó như thế nào, rồi đây góc cổ tay nhượng chân của nó như thế nào, họ sẽ vẽ ra và tùy cái góc của nó thì mình sẽ đánh giá, mình sẽ cho nhắm chừng và mình cho điểm nó bao nhiêu điểm. Cái này thì chừng nữa tụi em sẽ học với chỗ của thầy Long ở cái vấn đề đó là đánh giá để mà phân loại một đứa trẻ sơ sinh ha. Thì em sẽ học ở chỗ của thầy Long để học những vấn đề về cơ bản về đánh giá phân loại trẻ sơ sinh. Thầy sẽ không nhắc lại, thầy sẽ đưa cái này ra thì tụi em sẽ về sẽ tìm hiểu và tụi em sẽ trao đổi cùng với thầy Long cái chuyện này ha. Rồi cũng như là họ sẽ nhìn coi cái màu da của nó ra sao, coi đánh giá về da, về lông tóc móng này kia của nó như thế nào, rồi ô mô vú như thế nào, bộ phận sinh dục ra sao, vân 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 vân. Và người ta sẽ nhắm chừng mà người ta sẽ cho điểm tương xứng như vậy. Xong rồi sau đó người ta sẽ cộng cái điểm nó lại. Đây, người ta sẽ cộng cái điểm nó lại. Đây. Anh nhớ ba la new score này tụi em. Người ta sẽ coi, người ta coi mức độ trưởng thành về hình dạng, người ta cho điểm. Đây coi da, lông, vú, mắt và bộ phận sinh dục ra sao. Đây là cái bảng tiếng Việt. Và tùy từng mức độ mình sẽ cho nó mấy điểm, 0 điểm, 1 điểm, 2, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm gì đó. Hoặc là âm điểm là sao đó. Xong rồi. Đây. Còn đây là mức độ trưởng thành về thần kinh cơ. Họ sẽ đánh giá hai tiêu chí. Một là mức độ trưởng thành về hình dạng để họ cho điểm cho nó ở cái bảng này. Đây là cái bảng tiếng Việt ha. Cái thứ hai là mức độ trưởng thành về thần kinh cơ để coi tư thế góc cổ tay nhượng chân đồ ra sao đây để họ cho điểm của nó. Xong rồi sau đó họ sẽ cộng hai cái này lại với nhau để họ rót có được cái điểm ở trên này. Thì em có thấy, thì em có theo dõi không ha? Cộng cái điểm như này và tùy cái tuổi cái điểm ở trên này mình sẽ ước lượng tương xứng cái tuần tuổi thai của nó. À, người ta đi nghiên cứu ra như vậy ha, hay ha, để cho mình có thể là mình sẽ ước lượng đứa này bao nhiêu tuần tuổi thai khi mình khám. Tuy nhiên cái việc ước lượng này sẽ rất không chính xác, rất cảm tính ở mỗi người khác nhau. Có thể 100 người là ra 100 cách khác nhau, 100 cái con điểm, con số khác nhau nữa. Nó không giống nhau. Nó do cảm tính ở cái người chấm khác nhau. Và nó sẽ phụ thuộc vô cả em bé nữa, chứ không chỉ của người chấm nữa tụi em. Nó phụ thuộc vô cả em bé nữa. Khi mà giả sử như em bé nó bao nhiêu ngày tuổi nó sẽ khác. Ví dụ chẳng hạn như vài ngày nó như nó rụng lông thì cái mất tiêu bớt rồi sao mình khám được. Vậy thì một câu hỏi đặt ra, vậy thì cái hạn mức đến khoảng bao nhiêu ngày tuổi là mình cũng có thể đánh giá được. Như mới đẻ ra thì mình đánh giá. Rồi rồi sau đó mấy ngày nữa mình đánh giá được nữa. Đến cái hạn mấy ngày tuổi là mình không còn đánh giá được nữa, bởi vì nếu mình đánh giá thì nó sẽ không còn chính xác nữa. Ví dụ lông nó rụng bớt rồi thì cái ô mô vú nó cũng to hơn, ví dụ chẳng hạn như vậy đó. Hoặc là cái góc cổ tay ngượng chân nó sẽ khác nhau hơn nữa rồi. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là đến khoảng bao nhiêu thời điểm, bao nhiêu là chúng ta sẽ còn có thể đánh giá được một em bé? Các em trả lời đi. Trong 4 ngày đầu sau sinh hả?
Lê Tú, các em làm cái cuộc bình chọn để cho thầy xem với các bạn khác có trả lời hay không với. Để thầy xem các bạn khác có trả lời hay không với. Thầy thấy nãy giờ nè, có thấy Tú trả lời là Liễu, Nhi, Võ. Không, thầy nói cái này thì chia sẻ cái này chút xíu thôi nha, nó hơi ngoài lề chút xíu. Để cho tụi em hãy cứ mạnh dạn trao đổi, bởi vì thực ra là vào online như thế này nó cũng sẽ một cái rất là tiện lợi để tụi em trao đổi. Mà tụi em trao đổi trực tiếp với thầy cô đó là một cái lợi, đó là một cái lợi rất là lớn đó, nói thật. Giả sử như vòng vòng đây thầy cũng thầy dòm tên thì cũng có thể thì thấy ở một số bạn nào tương tác rất là nhiều. Đó là cái điều có lợi của mình. Hồi xưa thầy đi học nói thiệt, chia sẻ không có vấn đề gì hết nha. Thì hồi xưa đi học là cố gắng, hồi xưa là thầy làm lớp trưởng là cố gắng để mà tương tác với thầy cô của mình nhiều nhất có thể, để ông thầy ông nhớ mình, ông nhớ mặt mình, đó cũng là một điều thuận lợi để cho mình đi thi sau này nữa bộ, đúng không? Nhớ tụi em hãy cứ mạnh dạn trả lời những cái ý kiến của mình hết, không rụt rè gì hết. Lê Tú là trong 4 ngày đầu sao xanh thường sử dụng trong 24 giờ đầu. Nhi Võ là 44 tuần. Trang em hả? Hay là em Trang? Dạ em nghĩ tới khoảng một tháng luôn á. Ôi một tháng dữ thần vậy em. Một tháng thì xa lắm. Một tháng thì xa lắm. Một tháng là lúc đó trời nó lớn muốn chết rồi. Nó bự lắm rồi em ơi. Rồi mình đâu đánh giá thang điểm ba la nó chính xác nữa. Lê Tú là thang điểm ba la. Ủa sao Tú sao đã thay đổi cái quan điểm vậy? Lúc nãy ở trên là trong 4 ngày đầu sao xanh và thường sử dụng trong 24 giờ đầu, thì bây giờ tới thang điểm chính xác trong khoảng 2 tuần. Nguyễn Hải Anh hay gì nè, sau 4 ngày tiền như là cộng trừ 2 tuần. Ngân Đặng là 1 đến 2 tuần sao xanh. Đâu bình chọn đi, tụi em làm cái cuộc bình chọn, lớp trưởng làm cuộc bình chọn, không, bạn nào làm cuộc bình chọn đi, có thể có bao nhiêu. À đúng rồi, để các bạn bình chọn. Và ai có đáp án khác thì tự đưa lên. Để coi cái nào nhiều hơn cả. Thấy có vẻ 4 ngày đầu nó nhiều hơn đúng không? Một tuần rồi 1 đến 2 tuần. Có một bạn nào thịnh gần 12 giờ nữa kìa. Em cứ ép vô cái thông tin của em. Thịnh tự thêm cái thông tin của Thịnh vô ha. Ủa khoan, Nhi Võ là 44 tuần là sao vậy? À là 4 tuần đó hả? Nhi Võ ơi, Nhi Võ đánh nãy đánh 44 tuần là sao vậy? Như vậy là có 28 bạn. Là bao nhiêu bạn? Hiện giờ đã là 30 bạn rồi. 30 bạn chọn là 4 ngày đầu. 11 bạn là chọn 1 tuần. 9 bạn là chọn 1 đến 2 tuần. Một bạn chọn là cộng trừ 2 tuần. Còn một bạn, ủa có cái nào thực tế dùng trong 24 giờ đầu gì nữa? Thấy đa số tụi em bình chọn là ở cái mức đó là 4 ngày đầu là nhiều hơn đúng không? Ok. Còn hai phương án khác nữa. Một bạn là thực tế dùng trong 24 giờ đầu. Hồi nãy thấy có một bạn chỗ Thịnh nó dùng 12 giờ. Đúng không Thịnh? Gia Thịnh nữa nè. Điểm ba la dựa trên sự trưởng thành của thể chất và hệ thần kinh cơ, có thể sử dụng đến 4 ngày sau sinh. Trên thực tế, điểm ba la thường được sử dụng trong 24 giờ đầu. Ồ, một cái thông tin nữa. Rồi, ok. Mình sẽ chốt lại ha. Thì thực ra cái thang điểm ba la, à các bạn nào được cái minh chứng nè, Phương Thảo được thông minh chứng. À, Phương Thảo đưa ra thông tin hay ha, thì em rất là giỏi. Đây là thông tin về tiếng Anh.
Giỏi quá. Rất giỏi. Ok, đồng ý với Phương Thảo. Rồi, bạn Gia Thịnh thì dịch lại từ cái câu ở trên của Thảo, đúng không? Thực ra nói cho tụi em nghe cái chuyện mà người ta sử dụng cái thang điểm ba la, tụi em người ta sẽ đánh giá, người ta tùy cái từng tuổi thai của nó, tụi em tùy cái từng tuổi thai. Đối với những cái đứa mà nó dưới 26 từng tuổi thai, dưới 26 từng tuổi thai thì cái thang điểm ba la sẽ được sử dụng trong vòng 12 tiếng đồng hồ đầu tiên mà thôi. À, còn đối với những đứa lớn hơn thì người ta sẽ có thể sử dụng cho đến 96 giờ. Mà 96 giờ là tương đương bao nhiêu ngày? Là 4 ngày, đúng không? Do đó là cái thang điểm ba la sẽ có thể sử dụng cho đến đến được khoảng 4 ngày, tức là 96 giờ đối với những đứa trẻ lớn. Còn đối với những đứa trẻ dưới 26 tuần tuổi thai là chỉ trong vòng có khoảng 12 tiếng đồng hồ đầu tiên thôi. Ha, thành chỗ này có thấy Thịnh ghi đó. Bởi vì tụi em biết lý do tại sao không? Bởi vì ok, Tú có gửi một cái thông tin nữa nè. Tụi em rất là giỏi ha, tụi em đọc có vẻ các em đọc tài liệu tiếng Anh cũng khá là tốt. Đây nè, một cái nè, 26 tuần tuổi hai tuổi thai thì cái 12 giờ, ok thầy đã thấy đó, đó. Cái thông tin của Tú đưa lên đó tụi em. Nghe tụi em cũng có thể tham khảo ha. Thì do đó là những bạn mà chịu khó đọc tài liệu tiếng Anh như thế này anh rất là thích. Rất là thích thiệt luôn, rất là thích. Các bạn này không biết là có bạn nào mà đã có làm nghiên cứu chung với anh không ta, trong cái nhóm không? Bởi vì anh là người rất là thích nghiên cứu khoa học, anh đang hướng dẫn một số mấy các bạn nữa. Để hy vọng rằng là anh sẽ luyện để cho các bạn đó sẽ có thể dự thi hội nghị khoa học tuổi trẻ toàn quốc. Đó là một điều vinh hạnh đó tụi em, vinh hạnh trong sinh viên đó. Mà thực ra trường mình đang còn rất là yếu cái mảng này thì hy vọng nó sẽ có thể phát triển hơn. Rồi ok, cảm ơn Tú. Nhưng mà thực tế trên lâm sàng đó tụi em thì mình sẽ có thể sử dụng cho đến bao nhiêu? Thường người ta có thể sử dụng cho đến bao nhiêu? Nếu mà một tuần cũng được nữa tụi em. Hay người ta du di có thể đến thành một tuần cũng được nữa. Chứ không phải cứng nhắc thành 4 ngày đâu, có thể người ta lắp liếm đó. Ha. Nhưng mà thường trong vòng là mới đẻ ra người ta mới cần coi bao nhiêu tuần, rồi xong rồi những khúc sau thì mình tạm coi cái người đầu tiên là tin tưởng rồi, chứ thường khúc sau nó cũng thay đổi mất tiêu cho mình, rất là khó để đánh giá cái thang điểm ba la tụi em. Bởi vì lý do tại sao vậy? À, là bởi vì á, qua thường sau 3 ngày người ta nghiên cứu thấy rằng á, sau 3 4 ngày này kia thì lúc này á, nó sẽ thoát những cái dịch ở chỗ dịch dịch nó bào ra khỏi hết trơn rồi, thành ra tụi em sẽ đánh giá những cái góc cổ tay những chân như thế này nó sẽ không có còn chính xác được nữa ha. Rồi ok, do đó mình sẽ có những cái nguồn thông tin để mình đánh giá. Bây giờ trở về với cái bệnh của mình, do đó bệnh án để mà chi ly để mà rõ ràng rất là lâu, tụi em rất là kỹ càng, chứ không phải là mình trình bày qua loa thì nó sẽ trở nên như mình vẽ vời rồi. Do đó đứa trẻ này là ta dựa theo siêu âm 3 tháng đầu và người ta coi và là 32 tuần. Cái này chắc có lẽ các bạn ghi từ trong cái giấy chuyển viện qua ha, thì thôi mình cũng tạm chấp nhận cái thông tin này bởi vì nó cũng gần chính xác hơn. Chứ đừng có chuyện đó là hỏi sao vậy ở bà ngoại bà nhớ mang máng ra sau đó mới mất tụi em đi thi cái gì đó, hoặc đôi khi lỡ một người vú nuôi qua bên đây người ta không rành không biết gì hết là không được ha. Tụi em phải ít nhất tụi phải coi được những cái thông tin như thế nào đó nó gần giá trị nhất để mình khảo sát mình check lại hết. Vậy 32 tuần, vậy đây là một đứa non tháng thật sự. Tiếp tục những thông tin đẻ ra thì đứa này được sanh là sanh sanh mổ. Khi một đứa trẻ sanh mổ tụi em phải hỏi liền coi là đứa này tại sao lại sanh mổ, phải nhớ hỏi liền tại sao sanh mổ. Bởi vì lý do tại sao vậy? Bởi vì tùy từng cái lý do sanh mổ mà mình sẽ có cái thái độ khác nhau. Khác nhau ra sao vậy? Bởi vì nó liên quan tới chuyện của em bé. Nếu giả sử như một bé này nó sinh mổ bởi vì một lý do rất là đơn thuần, bởi vì vết mổ cũ, mẹ trước đó là mẹ sanh mổ một anh lớn rồi thì bây giờ tới nó là vẫn sinh mổ nữa. Hoặc là ví dụ chẳng hạn như là mẹ nhỏ quá do bất tương xứng đầu chậu thì lúc này sẽ phải sinh mổ nữa, phải phải sinh mổ thôi, thì chuyện đó nó không có liên quan gì với em bé hết. Tuy nhiên nếu giả sử như em bé sinh mổ bởi vì lý do, những lý do ví dụ chẳng hạn như là suy thai, ảnh hưởng tới em bé của mình, cái nhiễm trùng ối ảnh hưởng tới em bé của mình, ở đây chuyển dạ vì thiểu ối, ok cũng có thể ảnh hưởng tới em bé của mình rồi. Nếu một đứa trẻ mà thiểu ối thì mình tụi em nghĩ có thể có liên quan tới đứa trẻ của mình nó sẽ bị cái gì không? Em trả lời thử. Đứa trẻ thiểu ối. À, cái này đáng lẽ mà nếu mà học như vậy thì hôm nào đó mà có một cái phần thưởng đó, bạn nào mà trả lời nhanh nhanh nhất á ta, mình sẽ check lại. Bạn nào nhanh nhất chắc sẽ có thưởng. Giống như một cuộc chơi thôi.
Tiết niệu, thai chậm tăng trưởng trong tử cung hả? Bùi Duy Phúc là tiết niệu. Ok, đồng ý. Nhiễm trùng sơ sinh siêu hấp ở Mai Trương hả? Thường á, những cái đứa mà nó thiểu ói như thế này thì nó sẽ liên quan tới cái cơ quan nào tụi em biết không? Đó là đường tiết niệu, chính xác chỗ của Bùi Duy Phúc ha. Còn đối với những đứa trẻ mà nó đa ói thì nó sẽ liên quan tới cái chuyện gì? Thực quản. Ok, giỏi, đường tiêu hóa ha. Giỏi giỏi, đúng rồi. Khánh Phụng, Nhi Võ, đồng ý, đồng ý hết. Do đó cái đứa này nè, nếu mà ra đời thì mình sẽ dự định sẵn sàng đối với đứa này mình sẽ làm cái gì vậy? Sẽ kiểm tra về thận, về chức năng thận, về vấn đề về về cấu trúc của những cái đường tiết niệu của nó, gồm có cả niệu quản này kia đều ra sao hay không ha. Mình sẽ kiểm tra những cái thứ này hết cho em bé, tức là kiểm tra đường tiết niệu của em bé sau này, tức là mình dự định trong đầu ha. Ok, bỏ nó qua một bên, nó sẽ là những cái thông tin để mình lưu ý, bỏ qua một bên tiếp. Tức là thông tin đầu tiên sẽ là thầy sẽ tô đậm này lên để cho em dễ hình dung ha. Là một đứa non tháng 32 tuần đây, 32 tuần. Tiếp tục là có chuyện thiểu ói, mình sẽ đưa vấn đề nó ra. Ví dụ là sanh mổ, à đứa này là sanh bằng phương thức nào? Đứa này là phương thức là sanh mổ, chúng ta sẽ tô lên. Rồi, sanh mổ vì chuyện đó là thiểu ói. Đưa vấn đề nó ra. Rồi tiếp tục. Đứa này có được tim trưởng thành phổi? À, những đứa trẻ non tháng thì họ sẽ có chuyện họ sợ cái chuyện bình bằng trong, họ có tim với trưởng thành phổi. Tuy nhiên hiệu quả cụ thể của nó thì ra sao cũng không không có rõ chằng chắc chắn đâu. Có đứa tim hai mũi mà vẫn siêu hấp bình thường ha. Có đứa nhiều khi đẻ ra non tháng đôi khi là cũng không siêu hấp nên ta không nói được, nhưng mà coi như tim được nhiều hay nhiều thôi. Và cái thông tin quan trọng tiếp theo chúng ta cần phải biết đó là đứa trẻ này bao nhiêu, đẻ ra bao nhiêu ký cân nặng lúc sanh. Thì đây là 1,7 kg, đây là một đứa trẻ 1,7 kg. Thì đứa trẻ 1,7 kg này thì người ta cũng sẽ loại là phân loại nó, người ta phân loại nó coi nó là đủ cân hay nhẹ cân, vậy bao nhiêu là đủ cân, và người ta sẽ phân loại tùy từng cái mức nhẹ cân khác nhau. Tụi em trả lời. Diễm Duyên đang soạn tin. Đủ cân là từ 2.500 đến 4.000 gram. Rồi vậy nhẹ cân người ta sẽ phân nó ra tùy từng cái mức nhẹ cân nữa tụi em, coi như là từ 2,5 kg trở lên là đủ cân đúng không? Nhưng mà nhẹ cân thì sao, tức là dưới 2,5 kg, nhưng mà dưới nhẹ cân thì người ta sẽ lại phân cái mức độ khác nhau, giống như cái kiểu là cái non tháng hồi nãy, để người ta sẽ tiên lượng dưới 1 kg là cực nhẹ cân. Hay là thầy Nguyên hả, hay là ai vậy ta? Để thầy vô vô xem qua hình này, ai vậy ta? Thấy Nguyễn hả? Xin lỗi. Ôi, xin lỗi. Rồi, nhẹ tương đối là 1,5 kg đến 2 kg, rất nhẹ là 1 kg đến 1,5 kg, cực nhẹ là dưới 1 kg, là chỗ của Thịnh nhắn. Ok. Rồi, hai người like. Có vẻ tụi em bắt đầu đồng ý với cái ý kiến này hơn đúng không? Trọng Luân cũng vậy. Arif Phan. Ok. Arif Phan cũng đồng ý luôn. Rồi rồi, chính xác. Thì như vậy thì một đứa trẻ dưới dưới 2,5 kg là nhẹ cân, và người ta sẽ phân nó ra từ 2,5 kg cho đến 1,5 kg, người ta sẽ phân nó là nhẹ cân bình thường thôi. Nhưng mà từ 1,5 kg cho đến 1 kg thì là gọi là rất nhẹ cân, và dưới 1 kg sẽ gọi là cực nhẹ cân. Chính xác. Thì người ta thấy rằng những đứa trẻ mà dưới 1 kg, tức là có mấy trăm gram rồi đó tụi em, thì cái khả năng chết rất là cao. À, thì nãy hai cái mốc, một cái mốc một đứa trẻ dưới 28 tuần tuổi thai là cực non, và một cái mốc đó là dưới 1 kg khả năng nó chết cao. Nhưng mà bây giờ là thời buổi giờ là phát triển hơn rồi, người ta có khả năng người ta nuôi mấy đứa mấy trăm gram rất là ổn. Do đó thường bây giờ giữa các bệnh viện này với bệnh viện kia họ sẽ khoe với nhau. À, ví dụ bệnh viện tôi nuôi được đứa trẻ là mấy trăm gram gì đó, 600 gram, 500 gram gì đó, họ sẽ khoe với nhau là như vậy đó tụi em. Vậy đứa trẻ của mình lận ký lô 7 gì, nó rơi vô cái nhóm nào tụi em? Ừ, thì thấy rồi, Nhi Võ. Ký 7 nó sẽ rơi trên nhóm nào? Là nhẹ cân. Ha, từ 1,5 kg cho đến 2,5 kg ha.
Ok, thấy rồi, Arif Phan, Hồng Y, Liễu, Ngân Đặng, rồi ok, đồng ý. Rồi như vậy thì đứa này của mình tóm lại trong đầu của mình, đây là một đứa là 32 tuần là non tháng, và một đứa này là một đứa nhẹ cân, kilo 7. Đẻ ra nó bị cái gì không? Ha, là câu chuyện tiếp theo. Vậy đẻ ra người ta sẽ đánh giá cái chuyện là em bé có siêu hấp ra sao hay không. Em bé đẻ ra thì sẽ có những cái vấn đề cấp cứu, vấn đề về tri giác của nó, về hô hấp của nó và về tim mạch của nó. Thì giờ về hô hấp là cái người ta quan trọng nhất, sợ đẻ ra có siêu hấp gì hay không. Tại những đứa trẻ vừa mới đẻ ra nó lọt lòng ra, nó chưa có quen với bên ngoài, thì em nó rất dễ nói chuyện nó siêu hấp, ta sợ siêu hấp rồi nó chết. Cho đó người ta sẽ đẻ ra, người ta sẽ có đánh giá cái thang điểm áp ga để người ta coi. Cái này là trên lý thuyết đã dạy rồi, vậy đó không nhắc lại ha. Áp ga người ta sẽ dựa vô mấy tiêu chí, như 5 tiêu chí đúng không tụi em, dựa 5 tiêu chí để người ta đánh giá. Và mỗi tiêu chí ta sẽ cho nó là 2 điểm, tối đa nó sẽ được 10 điểm. Bao nhiêu điểm là đạt, bao nhiêu điểm là đạt tụi em? 7 điểm, ok. Và áp ga này họ sẽ đánh giá ở trong mấy thời điểm? Lúc vừa mới đẻ ra là 3 thời điểm, Nguyễn Thanh Tùng, Hiển 3 thời điểm, Trương Hoàng Nguyên 1 phút, 5 phút, Tiểu là 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút. Đó, bình chọn đi tụi em, bình chọn đi. Mấy thời điểm? Thấy có nhiều thông tin quá. Để em lên bình chọn đi. Nhà lớp trưởng Liễu lên bình chọn cho các bạn đi em. Liễu sẽ hỗ trợ cho thầy ha, thầy kia bình chọn thì tụi em sẽ bình chọn trên trên cái bình chọn á. Ủa ai mà like nhiều quá vậy tụi em? Năm 17 bạn like của bạn Ngân Đặng luôn hả? Là 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 60 bạn luôn. Đó tụi em chọn cái bình chọn đi. Đưa 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 lên cái bình chọn giùm cho thầy đi. Để em tự đưa bình chọn đến, đưa em tự đưa cái ra đáp án của tụi em. Đúng rồi. Thầy cần nhờ một bạn hỗ trợ cùng với thầy Liễu, hoặc là bạn nào đó Lê Tú nãy giờ lên cũng rất là nhiều nè, lên để tạo bình chọn giùm cho thầy, hoặc bạn nào cũng được nha, để cho thầy dễ xem, thầy dễ quan sát. Đa số tụi em đang bình chọn nó là 3 thời điểm. Một nhóm đuổi tiếp theo đó là 4 thời điểm. Một nhóm bắt đầu tăng dần lên đó là đánh giá ở 2 thời điểm. Thì một cái group nó đã ghi cụ thể hơn là thang điểm này thường được đánh giá vào phút thứ 1, thứ nhất và thứ 5 sau sinh. Cái điểm 5 phút thứ 7 có thể lặp lại mỗi 5 phút. Thì coi như ý đó cũng giống như là 2 thời điểm, và sau đó mình sẽ đánh giá lại đúng không? Ủa tổng là hiện giờ của lớp mình là nhiêu ta, mà sao anh tính cộng lại nó không ra? 29 cộng 11 40, 46. Chưa đủ sĩ số tụi em ơi. Tổng lớp là 63 ha. Ok, để thầy xem coi đủ 57 người bình chọn rồi. Còn 6 người nữa đâu. Kêu 6 bạn đó thức dậy tụi em ơi. Hình như chắc bạn ngủ quên rồi, 59 người bình chọn rồi. Sáu mươi người, vậy còn 3 người nữa. À cái này hay quá ha, giống như điểm danh luôn rồi ha. Nửa lát như vậy cuối giờ anh nhờ chỗ Liễu các bạn á, các bạn kiểm tra lại giùm cho thầy coi. Phương Thảo đưa lên một cái thông tin nè, thang điểm này đánh giá lúc bao nhiêu vậy? 1 phút, 5 phút sau sanh, và sau đó 5 phút nữa cho đến 20 phút luôn.
Nhưng mà nó vẫn còn nhỏ hơn 7, đúng không? Đây là thông tin của Phương Thảo đưa lên trên cái trang AppGA Score luôn. Ok. Giỏi quá. Thảo này để xem coi Thảo là ai, có phải học, có phải mấy em đệ tử không? Nhóm này tụi em dạy tụi em mà anh đang có một cái cảm giác rất là thích thú, tụi em đang cập nhật những cái thông tin rất là hay. Lớp này hay quá. Rồi ok, mình sẽ chốt lại ha. Là đối với cái thang điểm áp ga này thì người ta sẽ đánh giá ở, thường ta sẽ đánh giá ở hai cái thời điểm, 1 phút và 5 phút thôi các em. Chứ không có đánh giá cho đến 3 phút rồi rồi 10 phút gì nhiều đâu. Người ta sẽ đánh giá cho hai cái thời điểm đó, 1 phút và 5 phút, tức là vừa mới đẻ ra, lọt lòng đẻ ra. Rồi thứ hai là người ta sẽ đánh giá lúc 5 phút đánh giá lại. Nếu mà quan trọng là sau đến 5 phút nó phải trên 7 mới được tụi em. Còn dưới 7 thì không được ha. Quan trọng là 5 phút là nó phải trên 7. Giá thường trong cái giấy chuyển viện tụi em sẽ nhìn thấy đôi khi bác sĩ người ta sẽ ghi tắt. Người ta sẽ ghi tắt như thế nào vậy? Đáng lẽ là nguyên cái đoạn này, người ta sẽ đây đang nguyên cái đoạn này. Để cho tô màu, chọn cái màu đi, cho màu tím đi cho nó. Đáng lẽ người ta sẽ nguyên cái đoạn này luôn chứ. Người ta sẽ chỉ cần người ta ghi áp ga. Đây nguyên cái đoạn này đáng lẽ là áp ga, người ta sẽ ghi áp ga là mấy về tụi em? Nếu cái này, nếu theo cái hình này thì người ta sẽ ghi áp ga là như thế nào? Theo cái cách trong hồ sơ bệnh án, thường em đọc thì em sẽ thấy người ta ghi làm sao. Ok, chỗ Thảo đưa thông tin rất là hay ha. Cảm ơn Thảo. Vậy đó, thông tin của chúng ta sẽ còn đó là ở hai thời điểm nha tụi em. Ok, cảm ơn em Triểu. Áp ga là 6 sạc 8, chính xác đó tụi em. 6 sạc 8 như thế này. Trên màn hình thầy đang đang chia sẻ. 6 sạc 8 như thế này. Giờ đó tụi em nhìn tụi em sẽ biết đó là ở thời điểm 1 phút đó là 6 điểm và ở thời điểm 5 phút là 8 điểm ha, mình biết. Chứ không phải mơ mốt mình sẽ đọc một cái bệnh án đó là ở 6 phút 8 điểm là sai nha. Mà chuyện này đã từng gặp rồi, đã gặp một bác sĩ đã đọc theo kiểu này rồi. Thì đó mình muốn mình phải biết để mốt điểm thôi, lỡ như khi mình đọc những cái tao cười mình nó kỳ không nên, hoặc là điều dưỡng họ sẽ nghe họ sẽ cười ha, mình biết. Vậy đó, đứa này là áp ga lúc đẻ ra là 6 điểm thì coi như là chưa đạt, nhưng đến đến lúc 5 phút thì được 8 điểm là được không? Là được. Tuy nhiên ở đây mình lại khai thác thêm được cái thông tin là các bạn ghi đây là áp ga 5 phút là 8 điểm, là bé khóc yếu, thở không đều, toàn thân hồng, tức là vẫn hồng hào được, phản xạ tốt, tuy nhiên vẫn còn chỉ là khóc yếu, thở không đều ha. Mình sẽ ghi nhận cái dấu hiệu đó đây, khóc yếu không đều thì sẽ tô đậm nó lên. Đến 5 phút rồi mà nó vẫn còn chuyện này, nó ra màu đỏ nha. Rồi ok, sau đó thì người nhà được tư vấn là chị sẽ chuyển bé sang bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Rồi ok, với cái thông tin bệnh sử như thế này tụi em có cần muốn khai thác thêm những cái thông tin gì nữa hay không, cho thầy trả lời. Giả sử như bây giờ tụi em đang là bác sĩ đứng ở khám, đứng nhận bệnh ca này ở cấp cứu, thì khi bên kia cái giấy chuyển viện qua như vậy đó, và tụi em sẽ có thể hỏi người nhà được loáng thoáng vài câu hỏi, thì tụi em được cái thông tin hồi nãy giờ. Vậy thì tụi em là một bác sĩ đứng kế bên cạnh nữa, tụi em có cần muốn hỏi thêm những thông tin gì nữa hay không đối với đứa trẻ này, để tụi em phục vụ cho chuyện của mình. Vậy chuyện của mình là cái gì, tụi em ghi rõ ra luôn. Quân. Nếu Quân nhắn nó khó quá, Quân bật mic lên đi để nói chuyện đi. Bạn nào mà thấy nhắn nó dài quá thì tụi em có thể bật mic, mình sẽ sử dụng cửa vừa cả hai, cả Zalo và vừa cả bên cái Google Meet lên đây luôn. Thôi bật mic lên cho nó nhanh luôn đi các em ơi. Ha, Khánh Phụng nè, những cái đoạn này thì mình bật nhanh. Khi nào mình bình chọn thì mình sẽ bình chọn bằng Zalo. Ha, mình thống nhất như vậy để cho nó nhanh. Mẹ có bị đái tháo đường hay không hả? Để làm chi Thảo? Thảo bật mic lên trả lời cho anh được không? À Thảo hồi nãy trong kia Thảo Trần nó đúng không? Không mở mic được đúng không? Dạ không, em mở được. Rồi rồi rồi, cái gì Thảo nói đi.
Dạ, tại vì em thường thì tiền sử của mẹ bị đái tháo đường nó sẽ ảnh hưởng, nó cũng là một cái yếu tố nguy cơ làm con có thể bị bệnh mạng trong. Bệnh màng trong, ok. Rồi gì nữa không Thảo? Dạ, từ từ. Nhưng mà thường cái đó nó cũng chỉ là cái yếu tố nguy cơ, nó cũng không có nhiều lắm Thảo ơi. Cái quan trọng là chúng ta sẽ hỏi những thông tin liên quan tới câu chuyện là coi chuyện em bé có vấn đề gì nhiễm trùng đồ ra sai hay không. Thì chúng ta sẽ hỏi những cái thông tin nào? Mình đang có thông tin là bé bao nhiêu tuần tuổi thai rồi, được sanh thường hay sanh mổ, sanh mổ, đẻ ra là 1,7 kg. Và đẻ ra thì có tình trạng đó là đẻ ra là bé không khóc ngay nè. Đây, tôi động nó lên không khóc ngay. Rồi phản xạ yếu, nhưng mà xong rồi sau đó thì người ta hồi sức cho nó. Người ta được hút đàm nhớt, hồi sức. Thường khi em bé mà đẻ ra thì người ta đánh giá áp ga và người ta tùy tình trạng áp ga người ta sẽ xử trí cho nó. Ví dụ như đứa này đẻ ra áp ga đó là 6 điểm thì coi như là không đạt, thì lúc này bác sĩ ở đây họ sẽ phải hồi sức cho em bé. Họ sẽ làm gì vậy? Họ sẽ hút đàm nhớt và cho thở oxy này kia. Ngay ngay tại phòng sanh thì lúc này chỉ có cái thở oxy qua cannula, tức là qua mũi mà thôi, chứ không có cái nào khác. Còn không thì đặt nội khí quản hoặc là bóp bóng mát cho nó rồi đặt nội khí quản, chứ không có CPAP ha. Thì lúc này thì họ sẽ hồi sức cho nó để có áp ga nó lên. Do đó cái thang điểm áp ga người ta mới nói là được gọi đó là cái thang điểm, nó là đánh giá cái tay nghề của người bác sĩ nhi là vậy đó. Thì đứa này được là thở oxy, hút đàm nhớt, rồi xong rồi sau đó là nó lên nhưng mà vẫn còn là khóc yếu và thở không đều, nó mới được chuyển đi qua bên đây, là những thông tin lúc nó đẻ ra. Vậy thì em cần thêm những cái thông tin nào xoay quanh em bé nữa hay không? Thì những thông tin này đáng lẽ là tụi em sẽ ghi ở cái phần tiền sử sản khoa đó, mà ở đây không, mình sẽ trình bày luôn để mình nắm vấn đề. Tụi em có quan tâm tới nước ối của nó ra sao không vậy tụi em? Dạ anh mô tả thêm cái tính chất nước ối rồi Đúng giỏ rồi, lúc nào đúng giỏ rồi, lúc đúng rồi, nào chính rồi xác, chính xác, cái cục xanh nó có cái gì bất thường không? đúng rồi Vĩ, ok, đúng rồi, Dạ em nghĩ được gì đó anh. rồi giỏi. Thì mình phải coi cái chuyện mà nước ối của nó, bởi vì cái chuyện nước ối nó rất là quan trọng. Nếu mà nước ối bình thường, đúng ra là nước ối của mình màu gì tụi em? Nước ối của mình màu gì? Dạ trắng đục, nếu Màu như trắng. bé đủ tháng. Giỏi, đúng rồi. Và không có chuyện là nước ối có màu ở đây. Không được màu vàng, không được màu xanh, không được màu gác, không được màu tím sen hay gì luôn. Mà nó phải là màu trắng ha. Nhưng mà bây giờ vì một lý do, vì chuyện gì đó mà tự nhiên nước ối nó lại có màu là có chuyện. Thường nó sẽ là một màu vàng hay là màu xanh, hay là vấn đề nhiễm trùng. Màu xanh đó thì mình sẽ nghi ngờ một chuyện gì ạ? Coi chừng có gì cho tụi em. Màu xanh nó sẽ có gì trong đó? Nước ối mà tự nhiên thấy có màu xanh. Dạ có lẫn phân su. Đúng rồi, có phân su được ra sao hay không? Do đó là mà khi có phân su thì tụi em phải suy nghĩ thêm một chuyện gì nữa vậy? Tụi em sợ cái gì vậy? Nếu có phân su thì em sợ cái gì? Ủa sao mà sao có ngôi mông ở đây nữa vậy Hoàng Nguyên? À ok, suy thai, Phương Thảo trả lời suy thai đồng ý. Nhiễm trùng ói, ok đồng ý. Bé bị ngạt suy thai của Ngân Đặng trả lời đồng ý, đồng ý. Quỳnh Minh Châu. Một đứa trẻ mà nó đẻ ra nước ối nó có màu xanh chứng tỏ rằng là vấn đề nó có cái chuyện đó là nước ối có phân su hoặc là nhiễm trùng ói. Nếu mà phân su thì lỡ lại là coi chừng có chuyện ngạt ra sai không? Bởi vì không tự nhiên mà đứa trẻ này vừa mới đẻ ra mà có phân su liền tụi em. Nó gây nên nó mở những cái cơ vòng của nó ra, thành nó phóng thích cái phân su, thành là coi chừng có ngạt được ra sai không nha. Do đó thông tin ở đây mình sẽ coi coi là em bé này nó có phân su hay có cái nước ối như thế nào. Để biết cái phần tiền sử sản khoa bạn với này bạn có ghi không ta? Đây phần tiền sử sản khoa để em xem trên màn hình. Đây họ các anh chị đã đưa cái thông tin đây. Tiền sử sản khoa của đứa trẻ này từ lúc mang thai 3 ra 2002, mẹ sanh bé thứ nhất vào năm 2013, sanh mổ một bé non tháng rồi. À đứa này là có một đứa non tháng rồi. Và đứa trước này có bị ói vỡ sớm. Hồi nãy như Vĩ trả lời đúng không? Có chuyện có ói vỡ bao nhiêu tiếng đồng hồ. Thì người ta thấy rằng ói vỡ bao nhiêu tiếng đồng hồ, đầu tiên sợ chuyện nhiễm trùng. Ói vỡ bao nhiêu tiếng đồng hồ tụi em? Sáu giờ hả? 18 tiếng, 6 tiếng.
Rồi bình chọn. Bình chọn đi tụi em. Liễu rồi đưa ra bình chọn nhìn cho thầy. Ối vỡ bao nhiêu tiếng đồng hồ mình sẽ sợ sợ cái chuyện là nguy cơ cho nhiễm trùng đối với đứa trẻ. Mười tám giờ. Ok, đồng ý. 18 giờ nha tụi em, 18 giờ. Rồi ra đáp án luôn rồi. Rồi ok, đồng ý đó là 18 giờ. Thì mình chậm mốt nhanh nhanh lên để mình sẽ khỏi mất thời gian ha. Rồi thầy thấy là 30 người bình chọn rồi. Thì em cứ bình chọn thoải mái, định chọn đi để thầy điểm danh luôn đó. Thầy sẽ qua nội dung khác, nhưng mà bạn nào chưa bình chọn thì em cứ tiếp tục bình chọn. Nữa cái thầy tính tổng điểm lại. Sẽ tính tổng điểm đó. Cho đó sáng nay sẽ vận động rất là nhiều nha. Rồi trở về cái màn hình chính của mình ở đây. Mẹ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi ra sau đó mẹ không sử dụng trà lá thôi. Mấy cái này không có vấn đề gì hết. Mẹ nhóm máu O rồi rất dương. Rồi trong lúc sanh mẹ không sốt. À mình phải hỏi cái thông tin là gì vậy? Con mẹ có sốt gần ngày sanh ra sao hay không? Rồi. Ồ, trong này lại không có ghi cái nước ối. Vậy đó phải nhớ ghi cái nước ối như thế nào của cái lần này nha tụi em. Nghe phải nhớ. Mới có 5-8 người bình chọn thôi, còn những người còn lại thì chưa thấy. Rồi ok, trở về. Tới trình trạng lúc nhập viện. À xin lỗi tụi em, lúc hồi nãy cái em bé này nó là non tháng 32 tuần và đứa này là 1,7 kg chỗ này nè. Cái chỗ này không biết là tụi em có suy nghĩ ra sao hay không? Có một cái suy nghĩ nào khác ra sao hay không? Đây là một đứa non tháng và đây là một đứa nhẹ cân, đúng không? Một đứa non tháng và nhẹ cân. Tuy nhiên, 1,7 kg này nè mà tụi em có suy nghĩ rằng là đứa này á là 1,7 kg nó nhẹ cân là bởi vì à đứa này bởi vì mày là 32 tuần, thành ra mày non tháng, thành ra là đẻ đăng ký 7 là đúng rồi. Đó là một luồng suy nghĩ. Luồng suy nghĩ thứ hai là đứa này là 30 1,7 kg, đáng lẽ là đứa này 32 tuần thì mày phải đẻ ra có khoảng 1,4 kg thôi, mà giờ mày thành 1,7 kg là mày mập quá rồi. Có suy nghĩ gì hay không? Hay là đứa này là 32 tuần thì đúng ra là nó khoảng là 2 kg mà tự nhiên bây giờ đứa này là 32 tuần, đáng lẽ nó ra là 2 kg mà tự nhiên bây giờ nó chỉ còn có 1,7 kg là nhỏ so với tuổi thai. Vậy thì em có suy nghĩ điều đó hay không? Ok, thầy thấy mấy bạn là dựa vào biểu đồ Lutsenko. Ok, thì em đã thấy chưa? Đúng rồi, chúng ta sẽ dựa vào cái biểu đồ Lutsenko. Đây, biểu đồ đó ra sao? Mình lúc nãy hình như mình mở ra một cái hình nó có biểu đồ Lutsenko đúng không tụi em? Đây. Nè, tụi em có thấy hình ảnh trên này không? Biểu đồ Lutsenko. Để thầy coi có cái hình như có cái mình màu. À, đây hình màu nè. Chúng ta sẽ xem đây, tụi em bắt buộc tụi em phải có cái này, đi thi tụi em được quyền in những cái này ra để tụi em xem ha. Để coi coi nó như thế nào. Đi thi lâm sàng á tụi em được quyền. Đây đứa trẻ của mình là đây cái biểu đồ này nó sẽ có cái trục trục ngang, trục vành của nó là cái tuần tuổi thai và trục tung của nó là cái cân nặng của nó. Thì đây là cái trục vành của nó là sẽ biểu hiện đứa này bao nhiêu tuần tuổi thai tụi em? 32 tuần đúng không? Là ngay cái chỗ này. Rồi bao nhiêu ký? 1,7 kg. 1,7 kg là nằm ở đây, cái lô 8, cái lô 6, cái lô 7 chắc nằm chính giữa đây. Mình sẽ kéo cái đường nó ngang qua 32 tuần nằm ở đây. Vậy thì nó đang nằm ở trong cái khoảng cái đoạn màu trắng này. Cái biểu đồ này nó sẽ có ba cái màu, một cái màu xanh là nằm trên này là trên 90, đường này trên 90. Một cái đường thứ hai là từ 90 cho đến 10 là màu trắng và cái thứ ba là dưới 10 là cái màu xám, màu nâu như thế này. Thì ba cái đường này thì mình sẽ coi như thế nào vậy? Thì nếu cái giao điểm nó nằm ở trong cái đường cái màu trắng này, người ta gọi là AGA, tức là appropriate, tức là phù hợp so với tuổi thai. Còn nếu mà cái giao điểm nó nằm ở dưới cái đường này, nó nằm ở trong cái màu xám này, đó là SGA, tức là nhỏ so với tuổi thai, là small đó. Còn đối với trên 90 này, đó là LGA, tức là large, đó là lớn so với tuổi thai. À,
Thì mình là mình sợ một đứa trẻ như thế nào vậy? Là SCA, tức là nhỏ so với tuổi thai. Mà nhỏ so với tuổi thai thì mình sợ chuyện gì vậy? Suy dinh dưỡng bào thai. Sợ cái chuyện đó. E nhỏ so với tuổi thai mình sợ suy dinh dưỡng bào thai. Mà suy dinh dưỡng bào thai này là tụi em sợ cái nguyên nhân gì? Suy dinh dưỡng bào thai tụi em sợ nguyên nhân gì? Nhiễm trùng bào thai. À chứ không phải là cái chuyện là sợ mẹ nó ăn không đầy đủ chất rồi. Cái chuyện đó xưa rồi Diễm ơi, ít lắm. Bây giờ mà phải nói một người mà mới có bầu thôi là bắt đầu là coi như được sung sướng rồi. Chỉ cần em ở nhà thôi mọi chuyện để anh lo hết. Hay anh đi làm này kia kiếm tiền gì cho em chỉ ngại em ăn thôi, không sao hết. Do đó là ít có cái chuyện mà bà mẹ ăn không đầy đủ chất lắm tụi em. Chỉ có những đứa mà nó kém phát triển dữ dội lắm, nghèo quá thì mới có như vậy thôi. Chứ còn bây giờ là cái ăn uống đầy đủ không có vấn đề gì hết, không có thiếu thốn gì đâu. Khỏi cần phải làm gì hết, đang Covid còn ở nhà ngủ nữa chứ không làm gì hết. Thành ra là sao không có chuyện mà nhỏ so với tuổi thai ít lắm. Ít cái chuyện mà do ăn ít mà nhỏ so với tuổi thai lắm. Mà chỉ có thể nếu có chuyện mà nhỏ so với tuổi thai là tụi em phải sợ là nhiễm trùng bào thai. Mà nhiễm trùng bào thai là người ta muốn nói tới giai đoạn nào? Cái từ nhiễm trùng bào thai là một từ rất là chung chung nha. Nhiễm trùng bào thai tức là bào thai nó bị nhiễm trùng, tức là có thể là giai đoạn 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối. Tuy nhiên người ta dùng cái thuật ngữ nhiễm trùng bào thai đối với thế giới sơ sinh bên đây. Đặt cái bút mà ghi xuống ghi nhiễm trùng bào thai là ý tác giả đang muốn nói tới giai đoạn 3 tháng nào? 3 tháng đầu nha tụi em. Người ta sẽ nói tới giai đoạn 3 tháng đầu. Mà giai đoạn nhiễm trùng 3 tháng đầu là nhiễm trùng virus hay vi trùng? Và nhiễm những cái loại vi sinh vật nào? Trả lời. Nhiễm trùng 3 tháng đầu tức là gọi là nhiễm trùng bào thai. Người ta dùng thuật ngữ nhiễm trùng bào thai là đang muốn nói tới nhiễm trùng những cái gì vậy? Thủy đậu của nhi vỏ. Ok, đồng ý. Virus tọt. Ok, đồng ý. Chí nguyện. Rồi rồi, đồng ý. Hoàng Nguyên. Chính xác. Phúc. Nhiễm trùng 3 tháng đầu là chủ yếu là nhiễm trùng virus. Ta sợ nhiễm trùng virus. Là tọt đó là cái nhân như Tosolapma rồi giang mai này kia rubella rồi cytomegalovirus này bestimlet gì đó ha. Ok, thì nhiễm trùng 3 tháng đầu như thế này thì người ta sẽ sợ một cái hơn nữa chứ không phải chỉ riêng cái chuyện nhiễm trùng đâu tụi em. Ta sợ gì vậy? Sợ cái gì? Trả lời tụi em. Người ta sẽ sợ cái gì? Những loại virus này người ta sợ cái gì? Dị tật. Chính xác. Dị tật bẩm sinh. Thiện Nguyễn, Trang Em, Duyên, Quyên. Ok, đồng ý. Do đó nếu một đứa trẻ mà 11 mà mình tính ra mà nó ra là SCA, tức là nhỏ so với tuổi thai, thì lúc này tụi em sẽ phải đi kiểm tra coi coi là đứa này có dị tật bẩm sinh ra sao hay không ha. Còn cái đứa của mình may mắn nó nằm ở trong cái đường này đúng không, nằm trong cái màu trắng này là từ 10 cho đến 90, do đó là không có vấn đề gì mình suy nghĩ cái chuyện đó hết rồi. Ok, không có nghĩ dị tật, ít ít nghĩ cái chuyện dị tật. Cụ thể ra sao thì không biết nhưng mà hiện giờ trong đầu mình sẽ ít nghĩ cái chuyện gì thật gì rồi ha. Rồi, tình trạng lúc nhập viện đó là những cái thông tin bệnh sử của nó đó, mới có bệnh sử thôi mà mình đang ngốn thời gian rất là nhiều. Tình trạng lúc nhập viện ở đây thì tụi em sẽ coi trong cái hồ sơ bệnh án, buộc mình phải coi trong hồ sơ bệnh án. Nếu mà tụi em đi thi á thì em sẽ mở hồ sơ bệnh án, tụi em sẽ coi cái trang đầu tiên người ta ghi cái gì, mình sẽ ghi thẳng như cái đó. Do đó phải coi thông tin đó là rất quan trọng. Cho nên đừng mốt đi thi thì em đừng có lật mốt bốc thăm một cái bệnh án mà nó dày như một cuốn từ điển, cũng đừng hoang mang quá. Coi cái trang đầu tiên người ta ghi cái gì vậy, coi nó vô diện tại sao nó vô diện vậy, rồi coi cái trang cuối cùng nó ra sao vậy. Một cái khúc giữa coi nhanh nhanh những diễn tiến của nó mà thôi. Vậy thì cái lúc ban đầu đây, tình trạng lúc nhập viện, bé nằm yên, môi hồng, sạc oxy, chi ấm, mạch rõ, thở rên, co lõm ngực nhẹ, tim đều, phổi thâu, bụng mềm, thấp phẳng, rồi sinh hiệu nhiệt độ các bạn không có điền, SpO2 90%, cân nặng ký 7. Rồi ok. Vậy thì tình trạng lúc nhập viện chỗ này nó có những vấn đề nào vậy? Ở đây là gì ạ? Môi hồng trên oxy, tụi em có thấy vấn đề nó hơi trớ trêu không? Môi hồng trên oxy. Ở đây SpO2 là như vậy tụi em. 90%, có thấy nó hơi lạ rồi chưa? À, thường SpO2 90% như vậy thì đây không phải là môi hồng rồi. Hồng gì mà SpO2 90%? Ha, khi ấm, mạch rõ, thở rên, co lõm ngực nhẹ. Đây, thở rên. Mình sẽ lựa những thông tin đó ra ha, cho nó nhanh. Nhịp thở 60 lần. Ok.
Rồi xong, đây là tình trạng lúc nhập viện, người ta chỉ ghi vỏn vẹn cho mình chỉ có bao nhiêu đó thì mình cũng phải chịu thôi, mình chỉ có được bao nhiêu thông tin đó thôi chứ không còn thông tin gì khác nữa hết ha. Vậy thì bây giờ vấn đề bắt đầu mới vô câu hỏi, vậy thì đứng ở thời điểm lúc nhập viện như vậy, mình là bác sĩ trực ngày hôm đó, tụi em sẽ chẩn đoán gì, sẽ nghĩ gì trong đầu, chẩn đoán gì và sẽ điều trị xử trí ra sao, cũng như là đề nghị cần lâm sàng gì? Đó là cái câu hỏi của ngày hôm nay, của bài học hôm nay. Tức là thực ra chỉ mong tụi em trả lời những cái điều này thôi. Bây giờ đứng ở thời điểm, hãy tưởng tượng mình là bác sĩ nhận bệnh ca này. Hồi nãy giờ với bệnh sử nãy giờ mình đã khai thác và mình đã phân tích rồi ha. Mình đã đánh giá, mình đã phân tích rồi. Vậy thì bây giờ tóm gọn lại, bây giờ bệnh sử đã có, tình trạng lúc nhập viện đã có. Vậy thì bây giờ nếu mình là bác sĩ, mình sẽ chẩn đoán đứa này nó bị cái gì đây? Thì vấn đề sẽ đưa, sẽ chỉ còn lại hiện giờ. Thì em không cần phải nhớ gì hết. Nhớ dòm có những cái thông tin màu đỏ. Còn những cái nãy giờ mấy cái màu đen là mình đã bỏ qua hết rồi. Hay mình đang tập trung vô những cái vấn đề đấy. Đây là một đứa non tháng 32 tuần, sinh mổ do tiểu ói, rồi bé nặng 1,7 kg là nhẹ cân ha. Và không có chuyện đó là, và nó phù hợp so với tuổi thai, và đẻ ra là bị chuyện không khóc ngay, phản xạ yếu, sau đó thì áp ga lúc 5 phút thì nó được là 8 điểm, bé nó vẫn còn khóc yếu, thở không đều, và chuyển viện qua bên đây. Qua bên đây thì với chuyển viện là người ta gắn cho nó cộng dây oxy, ta chuyển qua bên đây thì nó vẫn, nó SpO2 nó là 90%. Hồng này thầy nghĩ là chắc nó sẽ là hồng nhợt chứ không phải là hồng đâu. Và nó thở rên, co lõm ngực nhẹ, thở 60 lần trên phút. Vậy thì đứa trẻ này đang bị cái gì, mình hãy chẩn đoán đi, hãy nghĩ gì trong đầu, làm cho thầy một cuộc bình chọn. Thì bây giờ vấn đề lớn nhất của đứa này đang, vấn đề lớn nhất của đứa này đang cần phải xử trí, và đứa này lớn nhất phải chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ là vấn đề gì tụi em? Là siêu hô hấp, chính xác Hiển, đó là siêu hô hấp. Vậy thì bây giờ siêu hô hấp này chẩn đoán có dễ hay không? Rất dễ, đúng không? Rất dễ chẩn đoán siêu hấp, là bởi vì những lý do mình cứ đưa ra, người ta sẽ hỏi em ơi đứa này tại sao chẩn đoán siêu hấp vậy? Dạ đứa này siêu hấp là bởi vì đứa này nó thở, nó đẻ ra là nó bị gì đó, đẻ ra nó không khóc, là phản xạ yếu, sau đó hồi sức mà nó vẫn còn khóc yếu, thở không đều, rồi chuyển qua bên đây thì nó đã cho thở oxy rồi, mà SpO2 vẫn còn 90% và thở 60 lần, thở rên, co lõm ngực nhẹ nữa, do đó em nói đứa này là siêu hấp. Đồng ý không? Đồng ý, rất dễ, rất đơn giản, nhưng mình phải chẩn đoán đứa này bị cái gì. Chứ siêu hấp chỉ là một hội chứng thôi, đúng không? Quan trọng bây giờ sẽ chẩn đoán đứa này bị cái gì đây. Rồi hãy cho một cái cuộc bình chọn, đứa này bị những cái gì. 1 phút 30 giây, nhanh. Tạo cho thầy cái cuộc bình chọn các bệnh đi, các em không cần biện luận. Bệnh màng trong là một đáp án, cho đáp án tiếp theo. Tức là nghĩ những cái khả năng nào có thể xảy ra. Thầy nhờ, thầy nhờ lớp trưởng, nhóm trưởng, nhờ nhóm trưởng làm cuộc bình chọn đi tụi em. Đúng rồi, Lê Tú, đúng rồi, Lê Tú làm cuộc bình chọn đi. Bệnh màng trong rồi viêm phổi. Bạn nào có chẩn đoán gì khác thì cứ tự đưa ra nha. Và tụi em phải nghĩ, mỗi bạn phải nghĩ để sau này tụi em mới khám điều trị bệnh. Mới có 35 người bình chọn thôi. Đây sẽ là câu hỏi số 1 trong đề thi tình huống. Ví dụ như đề thi tình huống là hãy chẩn đoán lúc em bé nhập viện. Thì tụi em đưa ra những chẩn đoán có khả năng, gồm có cả chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt. Đây là câu hỏi số 1 đó, nói nếu giả sử nó ra tình huống thì nó sẽ là câu hỏi số 1 đó. Câu hỏi số 1, hãy chẩn đoán lúc nhập viện. Tụi em đưa ra những cái lý luận của mình, tại sao mình nghĩ đó. Và tụi em phải càng suy nghĩ thật nhiều cái khả năng nó có khả năng xảy ra để làm chi vậy tụi em. Bởi vì nếu mà tụi em chỉ nghĩ có một bệnh một thôi, tụi em điều trị theo hướng đó, rồi lỡ như giả sử nó không đáp ứng thì lúc đó mình sẽ rất là rối. Và tụi em phải nghĩ trước trong đầu, rồi để đến khi giả sử như bé mầm giả sử điều trị theo hướng này mà nó không khỏi, mình sẽ phải đi kiểm tra cái chuyện khác. Đây thầy xem coi có những cái đáp án như thế nào. Một đáp án nhiều nhất mọi người đang bình chọn đó là bệnh màng trong.
Ủa, ở đây có chuyện đó là chọn thêm chọn được nhiều đáp án, nhiều phương án á. Đúng rồi, tem để có thể chọn được nhiều phương án, tem hãy bình chọn nhiều phương án. Thấy online nó cũng có cái tiện lợi ha, nó đưa cái bình chọn này thầy có thể biết được những cái suy nghĩ của tụi em. Nếu mới 5-9 người bình chọn thôi, em còn nghĩ những cái khả năng nào nữa không? Bạn nào có khả năng suy nghĩ những cái khả năng nào nữa thì tự đưa ra. Sáu mươi người bình chọn, chỉ còn 3 người nữa, hồi nãy giờ ba chỉ mới 60 là con số cao nhất ha. Lát nữa nhờ lớp trưởng xem con ba bạn đó là ai. Nhưng mà anh rồi chưa tụi em, xong chưa? 60 người. Rồi ok. Các em cứ bình chọn tiếp tục ha, thầy vẫn sẽ xem. Đầu tiên, cái đáp án mà nhiều người bình chọn nhất đó là bệnh màng trong, đúng không? Ok, đồng ý, bệnh màng trong. Đứa này tụi em nghĩ bệnh màng trong là tại sao vậy? À, đây là một đứa non tháng, 32 tuần tuổi thai, nhẹ cân nữa. Rồi một đứa non tháng này rất dễ bệnh màng trong, đúng không? Rất dễ bệnh màng trong. Do đó, ok, đứa này hiện giờ đang suy hô hấp. Tôi đủ thừa, đứa này bị suy hấp là do bệnh màng trong. Rồi cái khả năng xác suất mình nó trúng nó cao. À, giống như mình đang đủ thừa, mình đang chẩn đoán mà em. Hãy nhớ chẩn đoán là chẩn trị đoán bệnh. Thì em hãy đoán như thế nào đó mà nó gần chính xác nhất là ok. Còn mình đoán mà tầm bậy là coi như mình chẩn đoán sai người ta rồi. Bác sĩ là bác sĩ dở rồi. Ha. Còn mình đoán bệnh sao mà nó gần trúng trúng nhất cái bệnh của nó là ok. Thì một đứa này một đứa non tháng, à 61 bạn mình chọn. Đây là một đứa non tháng, đứa này siêu hấp non tháng thì mình chẳng đoán nó bệnh màng trong, cái khả năng xác suất mình trúng nó cao do thuyết sự phát tăng ha. Cái thứ hai mọi người, đó là viêm phổi bẩm sinh. Viêm phổi bẩm sinh hả mọi người? Tại sao em nghĩ viêm phổi bẩm sinh vậy ta? Tại vì á, đâu để coi các bạn nào có biện luận. Cái biện luận của bệnh màng trong thì đơn giản quá ha. Vĩ nè, Vĩ ơi, lên mic nhìn thầy. Vĩ, tại sao Vĩ bình chọn là viêm phổi bẩm sinh? Dạ tại em thấy là có tại bé bị mới giờ sinh ra bị siêu hấp thầy, thì em đọc tài liệu thì thấy là ghi nếu mà bị nhỏ hơn 3 giờ sau khi sinh ra mà bị siêu hấp thì mình có thể nghĩ tới do bị nhiễm trùng bào thai dẫn đến bị viêm phổi bẩm sinh. Ok. Nhưng mà Vĩ ơi, cái chuyện chỗ này nè, những điều Vĩ vừa mới nói là nó có cái đúng, có cái nó hơi nó chưa có cái nhiễm trùng bào thai lúc nãy mình đã thống nhất với nhau rồi, nhiễm trùng bào thai là đang muốn nói tới giai đoạn là 3 tháng đầu thai kỳ, đúng không? Còn cái chuyện mà 3 tháng cuối thì người ta sẽ không dùng cái từ nhiễm trùng bào thai, mặc dù nó cũng là trong giai đoạn bào thai ha. Do đó nếu mà em muốn nói tới cái chuyện là nó nhiễm trùng trong lúc gần lúc sanh ra, rồi chính cái chuyện nhiễm trùng đó nó bị viêm phổi thì nó không phải là cái từ thuật ngữ mình dùng nhiễm trùng bào thai ha. Nhưng mà về cái lý luận của em thì rất là có vẻ nó sẽ phù hợp. Bởi vì lý do tại sao vậy? Bởi vì em tưởng tượng là một một đứa mà cái phổi nó viêm. Cái phổi của em bé nó viêm, cái phổi con người của mình nó viêm, nó chỉ có hai con đường. Một là nó viêm như thế nào vậy? Từ ngoài vào trong là cái bài viêm phổi thầy nghĩa dạy tụi em, đúng không? Cái thứ hai đó là viêm phổi nó từ đâu vậy? Nó từ trong máu ra, đó gọi là nhiễm trùng huyết, đúng không? Thì do đó em bé đây từ mới đẻ vừa đẻ ra đã có chuyện đó là phản xạ yếu này kia rồi, không khóc ngay rồi, thì có lẽ thì cái vấn đề nó vừa đẻ ra đã xảy ra chuyện rồi, đúng không? Mà vừa đẻ ra mà xảy ra chuyện như vậy thì có, nó phải bị nhiễm, nó phải có cái thời gian của nó, đúng không? Còn bây giờ giả sử như đẻ ra mà nó không nó đã bị xảy ra liền thì cái nguyên nhân nó không phải là từ cái ngoài vô mà nó phải là từ trong máu ra. Mà nếu từ trong máu ra là câu chuyện nhiễm trùng huyết, mà nếu là nhiễm trùng huyết thì sao vậy? Thì cơ thể nó đẻ ra phải là một cơ thể thấy ghê, đứa này đẻ ra là phản xạ yếu rồi không khóc ngay thì có vẻ nó phù hợp, đúng không? Vừa mới đẻ ra mà xảy ra chuyện liền thì có khả năng đứa này là viêm phổi bẩm sinh. Mà sẽ như vậy thì nó sẽ đi kèm với chuyện gì vậy? Có khả năng nó bị
nhiễm trùng huyết, đúng không? Có khả năng nó bị nhiễm trùng huyết, do đó mình phải nghĩ là nhiễm trùng từ trong bụng mẹ rồi, và chính cái chuyện đó nó gây nên viêm phổi, rồi từ viêm phổi nó gây nên chuyện siêu hấp. Ok, được quyền, mình được quyền suy nghĩ chứ bộ, đúng không? Bởi vì nó vừa đẻ ra như vậy rồi. Do đó hai cái đáp án viêm phổi bẩm sinh, nhiễm trùng huyết đồng ý chấp nhận. Tới cái đáp án tiếp theo là thiểu sản phổi, phổi non hả tụi em? Chỗ này ai trả lời gì? Lê Tú, Tú ơi trả lời thử coi. Tại sao là Tú lại nghĩ là thiểu sản phổi? Hình như mi của Tú nó bị không có nghe rõ, âm thanh của Tú nó không có rõ thôi. Alo. Không nghe rõ được Tú ơi. Thôi giờ thầy sẽ hỏi qua bệnh bạn khác thử ha. Mi của Tú nghe không rõ. Cương cái gì nè? Cương cuông gì nè? Alo. Tố Như. Tố Như đâu rồi? Dạ tại vì là em nghĩ là nó không có, do các cái tế bào phế nang nó chưa có đủ phát triển, nó không có đủ tiết cái sụn phát tăng, cho nên là nó nên nghĩ nó là có hiểu sản phổi đó thầy. Nói chung là em không biết đúng không. Suy nghĩ đó thì ok, anh nghĩ qua có vẻ nó đúng, nhưng mà nó không có phù hợp, không đúng Như ơi. Dạ. Bởi vì á, là cái thiểu cái người ta dùng cái từ thiểu sản phổi, tức là biết sao không em? Thiểu sản phổi đó là cái vấn đề là thường những đứa trẻ này nó sẽ bị chèn ép cái gì đó ở trong phổi, làm cho nó không thể nào tạo hình. Đó là vấn đề thuộc về tạo hình chứ không phải thuộc về tạo về chức năng ha. Cái thiểu sản phổi ở đây là ví dụ những đứa mà nó bị thoát vị hoành chẳng hạn, thì khi đó nó sẽ không có thể nào cái phổi nó được phát triển tốt đúng đầy đủ theo cái đúng hình thái và chức năng của nó. Còn cái chuyện mà sụn phát tăng nó là vấn đề về chức năng, cái chuyện sụn phát tăng riêng rồi ha. Cho nên người ta dùng từ thiểu sản phổi khi nào em bé nó bị dị tật cái gì đó, bị cái gì nó chèn ép, thường đa phần đó là thoát vị hoành, làm cho cái phổi nó không nở tốt, nó bị thiểu sản phổi ha. Do đó ở đây mà rõ ràng cái này, nếu một đứa mà nó thiểu sản phổi thì khi đó mình sẽ nghe thiểu sản phổi ít khi nào mà thiểu sản phổi một hai bên lắm mấy đứa. Thường sự thiểu sản phổi thì nó sẽ phải làm một bên thôi. Ông trời ông hay lắm, ông cũng phải chừa cho người ta một con đường sống chứ không phải nào ông thịt hết hai đường đâu. Một cái phổi bên kia cũng còn đỡ đỡ phần nào. Do đó tụi em khi mà nghe phế âm thì tụi em sẽ nghe phế âm nó ra sao vậy? Bên nhỏ bên bự, đúng không? Nó sẽ giảm phế âm một bên. Tuy nhiên trong dữ liệu trong này của mình thì tình trạng lúc nhập viện mình có chuyện mà nghe phế âm giảm một bên không tụi em? Có không? Không. Do đó ok, đáp án này không phù hợp ha. Tiếp tục cái vụ viêm phổi. Viêm phổi này thì coi như là chung với mấy bạn ở trên á, tim bẩm sinh. Chỗ này Nguyễn Chí Vĩ. Lớp này nhiều vĩ quá ha. Dạ alo. À, tại sao anh phán đoán đó là tim bẩm sinh? Tại sao anh nghĩ tới tim bẩm sinh? Em ơi cột dạ. Con chó là nó kêu lớn quá. Vĩ ơi, tại sao lại chẩn đoán tim bẩm sinh? Dạ em nghĩ tim bẩm sinh tại vì bé có một số cái biểu hiện như bé có khó thở, có siêu hấp, có rút lõm ngực nữa. Nhưng mà đó cũng là nhiều nguyên nhân khác nhau, tại sao lại nghĩ tim bẩm sinh? Tức là hiện giờ tụi em phải tưởng tượng tụi em giống như một người luật sư để tụi em biện hộ trên quan tòa, thì tụi em phải biện luận tại sao mà để cho người ta thuyết phục. Thì bây giờ phải có cái cớ căn cứ vô chứ. Ít ra giả sử như những bạn nãy giờ nó bệnh màng trong thì là bởi vì nó sanh non, tôi vịnh như đó tôi đổ thừa. Bạn nói là đứa này đẻ ra mà nó bị bèo nhiều liền, thấy gớm, nó không thở nổi, tôi sợ nó nhiễm trùng huyết rồi nó bị như vậy. Ok đồng ý. Thì chuyện đó nó bị viêm phổi bẩm sinh, tôi đồng ý. Nhưng mà bây giờ một đứa này tại sao em lại nghĩ nó tim bẩm sinh? Dạ em nghĩ để nếu mà sau khi mình đã loại trừ bệnh màng trong thì mới suy nghĩ những yếu tố tiếp theo thôi. Nhưng mà mình phải có cái căn cứ, đúng không? Chứ nếu mà mình loại trừ thì mình sẽ suy nghĩ rất là nhiều, còn cả ngàn bệnh rồi. Trên đời này còn cả ngàn bệnh rồi. Phải có cái căn cứ chứ ta, đúng không? Vị Thanh Thư. Thư ơi, tại sao Thư nghĩ tim bẩm sinh? Rồi một cái bạn Bobby Flower đâu rồi? Tại sao em chẳng đoán là tim bẩm sinh? Mở mic lớn lên em. Dạ tại em thấy lúc nãy nó nhiễm trùng cũng có thể 3 tháng đầu. Em lại thấy nhiễm trùng 3 tháng đầu cũng có thể gây ra dị tật. Không nha. Đứa này là đang là AGA, tức là phù hợp so với tuổi thai,
chứ đứa này không phải là SGA là nhỏ so với tuổi thai. Đây là một đứa trẻ phù hợp so với tuổi thai, tức là mặc dù nó là nhẹ cân, là non tháng, nhưng mà cái cân nặng cái này nó tương xứng với cái tuổi thai của nó, chứ nó không phải là một đứa nhỏ so với tuổi thai. Và đứa này mình đang không không có suy nghĩ đứa này nó là nhiễm trùng bào thai. Vậy tại sao mình suy nghĩ nó là tim bẩm sinh? Có bạn nào suy nghĩ tim bẩm sinh đó không? Có ba bạn hả? Đứa này tụi em phải suy nghĩ tim bẩm sinh tụi em ơi, phải suy nghĩ lý do tại sao vậy. Bởi vì đây là một đứa trẻ non tháng. Đây, một đứa trẻ này là non tháng 32 tuần. Mà người ta nghiên cứu người ta thấy rằng đẻ một đứa trẻ non tháng như vậy cái khả năng tim bẩm sinh rất là cao, dưới 34 tuần. Sợ. Do đó những cái người ông bố bà mẹ tụi em ta đẻ con non người ta sợ dữ lắm luôn. Tại vì tụi em thường chưa có chồng có vợ chưa có con. À chuyên tu có rồi. Ở đây có chuyên tu đúng không tụi em? Đúng không? Thì có con cái tụi em rất là sợ cái chuyện mình đẻ sinh ra một đứa trẻ nó non tháng. Là ta sợ cái chuyện tim nó dữ lắm luôn tụi em. Sợ lắm. Nó non nó sẽ dễ cái chuyện đó là nó chưa phát triển nhiều cơ quan đâu. Chứ không phải chỉ riêng cái chuyện tim đâu. Những cơ quan khác nữa. Do đó là sao giờ? Là có khả năng nó sẽ bị tim bẩm sinh rất là cao. Đây một trẻ non tháng 32 tuần. Như nó phải nghĩ. Tôi nghĩ đứa này là tim bẩm có khả năng tim bẩm sinh là bởi vì đây là đứa trẻ chỉ mới có 32 tuần thôi. Đẻ ra lúc 32 tuần. Khả năng nó cao. Ha. Ha tụi em. Tiếp tục. Chậm tái hấp thu dịch phế nang. Là ai bình chọn đây? Có Thịnh với Lê Tú hả? Có hai bạn suy nghĩ điều này hả? Thịnh. Thịnh ơi. Dạ nghe. À, tại sao Thịnh suy nghĩ là chậm hấp thu dịch phế nang? Dạ, tại bé này á, nghĩ là nhẹ cân non tháng. Với lại nhẹ cân non tháng cũng không phải là chậm hấp thu dịch phế nang. Khi sinh mổ, thì cái dịch tại phổi nó không tống ra ngoài. Chuyện... Đúng rồi, chỉ có chuyện sinh mổ thôi, nghe Thịnh. Tức là đây là một đứa trẻ nó sinh mổ, do đó tôi nghĩ là nó có khả năng nó chậm hấp thu dịch phế nang. Nha. Đây là một đứa trẻ sinh mổ do đó có khả năng chậm hấp thu dịch phế nang nó có tôi nghĩ đó thì em chỉ nói cái nào cho nó sẽ chắc cái đó à, còn đứa trẻ non tháng hay là già tháng gì đó nó không có liên quan nhiều. Một đứa trẻ sinh mổ cái khả năng nó chậm hấp thu dịch phế nang nó sẽ cao. Tiếp tục, cơn ngừng thở ở trẻ non tháng. Có Bích Trâm. Bích Trâm ơi, tại sao Trâm nghĩ là cơn ngừng thở trẻ non tháng? Đây hả Trâm? Dạ thưa thầy, là em nghĩ cơn ngừng thở ở trẻ non tháng tại vì bệnh nhi này là đẻ non tháng, em nghĩ là hệ thần kinh nó chưa hoàn chỉnh cho nên là có thể giỏi chính xác tụi em ha. Khi thi nè tụi em nhớ thi những cái này nãy giờ thầy nói, thầy hỏi là cái phần biện luận lâm sàng đó là một phần điểm đó, cái nào thầy trả lời lại là ok ha. Hãy nhớ những cái này hỏi là lý luận tại sao mình nghĩ như vậy đó, đó chính là phần biện luận lâm sàng là một phần điểm trong cái câu hỏi số 1 á. Ha. Đứa này mình phải nghĩ là có cơn ngừng thở trẻ non tháng là bởi vì người ta thấy rằng những đứa trẻ non tháng rất dễ có chuyện cơn ngừng thở. Đó là lý do là bởi vì do vấn đề ở chuyện ở hệ thần kinh à, nó chưa phát triển đầy đủ, ở trung tâm hô hấp của nó chưa đạt, do đó rất dễ có chuyện cơn ngừng thở. Ha, rất dễ có cơn ngừng thở trẻ non tháng, rất dễ. Và người ta nghiên cứu ta thấy rằng những đứa trẻ mà dưới 34 tuần tuổi thai là khả năng này nó cao. Do đó đối với cái việc điều trị ở chuyện mà cơn ngừng thở trẻ non tháng này, không biết Trâm nó biết không, là người ta sẽ có điều trị một cái, đó là gì vậy? Trâm biết không? Trâm mở mic thử coi. Người ta điều trị, người ta sẽ cho một cái thuốc. Trâm biết không? Vậy không biết rồi. À, người ta sẽ cho một cái thuốc. À, dạ, nó phải caffeine. Giỏi, chính xác. Caffeine citrate. Người ta cho cái đó vô, người ta hy vọng như được phần nào hơn vậy đó. Ha, để cho nó ổn định cái hệ thần kinh của nó. Thì khi đó sao giờ nó sẽ bớt cái chuyện cơn ngừng thở ở trẻ non tháng. Vậy bây giờ bài tập về nhà để tụi em làm. Để nó và thi xã hội nha, thi lâm sàng xã hội. Vậy thì chỉ định sử dụng caffeine citrate. Caffeine của bạn bạn nào đánh á, Puppy Lover đó, đúng caffeine còn chứ citrate nữa ha, caffeine citrate. Thì chỉ định để mà điều trị nó là như thế nào và khi nào mình sẽ hết dùng, không dùng nữa, nghỉ dùng. Ta dùng tới khi nào? Ha, câu hỏi bài tập về nhà làm để làm cái này. Còn nếu mà bạn nào có muốn đáp án ra thì cứ nhắn trả lời, nhắn đáp án để trả lời. Còn không cho bài tập về nhà và đi thi thì sẽ hỏi những cái này. Ha, quy ước nha. Kêu tự học, phần nào có tự học về nhà nữa.
Còn đối với chuyên văn một là bắt buộc là phải trả lời liền. Còn đối tụi em thì những cái này nó không có quan trọng lắm, thì tụi em sẽ coi như bài tập về nhà, nhưng mà đi thi thì sẽ hỏi. Nó sẽ không phải liên quan tới chuyện sống còn của em bé, mà phải biết. Rồi, ok. Tới các bệnh phổi bẩm sinh hả? Bệnh phổi bẩm sinh nó là sao ta? Thường mình phải sinh vấn đề đó là thiểu sản phổi rồi, nhưng mà nãy mình đã loại trừ, mình đã không nghĩ rồi. Toan máu hả? Toan máu thì thực ra siêu hấp nó sẽ gây toan, siêu hấp nó sẽ gây toan, đó là hậu quả chứ không phải nó là cái nguyên nhân. Và toan máu cũng có khả năng gây cho ngược ngược trở lại, gây nên siêu hấp là cũng có, nhưng mà mình đang truy tìm cái nguyên nhân đầu tiên tại sao nó bị siêu hấp trước em ha. Còn nếu toan máu là do vấn đề từ chuyện nhiễm trùng thì ok, mình lúc nãy mình đã chẩn đoán ra cái chuyện nhiễm trùng huyết rồi, hay để mình điều trị nó thôi. Bệnh thần kinh cơ thì bệnh thần kinh cơ là lúc nãy mình cũng đã có nói nó rồi, đó là vấn đề từ chuyện đó là cơn ngừng thở ở trẻ non tháng rồi. Hội chứng hít ối, hội chứng hít ối ở đây hả? Không, tụi em đừng chẩn đoán như vậy, thầy sẽ ra đáp án luôn. Hội chứng hít ối tại vì khi nào mà em bé nó có vấn đề gì đó, ví dụ chẳng hạn như là nước ối, hít ối là hít cái gì, nếu nó hít ngay cái nước ối của nó không thì không có vấn đề gì tụi em, nó phải hít ối phân su. Thì chính cái phân su nó đi vào trong sự vỡ tăng, nó sẽ phá hủy sự vỡ tăng, đồng thời cái phân su nó sẽ bị làm bít tắc tắc nghẽn ở những cái đường thở nhỏ, ví dụ như tiểu phế quản ra sau đó, thì lúc này nó sẽ gây siêu hấp, chứ vừa hít ối không thì không có. Nhưng mà trên lâm sàng tụi em thấy thì mọi người thường vẫn hay dùng cái từ là hít ối như vậy, nhưng mà rõ ràng mình biết rằng là cái nước ối thì nó không có gây nên cái chuyện đó là siêu hấp, phải là hít ối phân su mới gây nên ha. Tắc cửa mũi sao, ra cũng không không có bạn nào bình chọn, những khúc dưới này không có bạn nào bình chọn hết. Thì những cái đó là nếu giả sử tắc mũi sao thì mình khám trên lâm sàng đã có rồi, còn này trên lâm sàng của mình không có. Hiện giờ lâm sàng của mình chỉ có những cái nằm màu đỏ thôi nha tụi em. Nhưng mà bây giờ tụi em còn có nghĩ nguyên nhân gì nữa hay không, còn nguyên nhân gì nữa hay không tụi em? Còn còn nhiều lắm, có hai cái bản thầy đưa ra hồi xưa học lý thuyết, thầy đưa ra nguyên nhân tại phổi và nguyên nhân ngoài phổi, không biết tụi em nhớ không ta. Thì còn những nhóm nguyên nhân ở ngoài phổi nữa tụi em, bạn nào trả lời trực tiếp ở trên Zalo này luôn đi. Còn nguyên nhân nào nữa không? Em phải nghĩ tới thì tụi em mới làm. Dạ thầy, là nhiễm trùng. Nhiễm trùng lúc nãy mình đã phân tích rồi, nãy mình đã nói rồi, mình Thiếu đã đồng ý máu. cái chất thiếu máu. Ok, tuy nhiên những đứa trẻ này thường đứa trẻ mới đẻ ra coi chừng không phải thiếu máu, đứa trẻ đẻ ra coi chừng ngược với chuyện thiếu máu nha. Đứa trẻ sơ sinh á, đứa trẻ sơ sinh nó ngược với chuyện thiếu máu, nó là gì vậy tụi em? Thường con nít nó đẻ ra nó không phải là thiếu máu đâu. À thầy thấy Thịnh nó đưa ra hạ đường huyết, hạ thân nhiệt. Ok, thầy đồng ý nha. Hạ đường huyết, hạ thân nhiệt là hai đáp án chính xác. Là tại vì những đứa trẻ sơ sinh đẻ ra rất dễ chuyện hạ đường huyết và rất dễ hạ thân nhiệt. Đây là một đứa trẻ non tháng, chuyện này lại càng dễ hơn nữa tụi em. Do đó tôi nghi ngờ, được quyền nghi ngờ đứa này nó có hạ thân nhiệt làm trầm trọng thêm cái tình trạng siêu hấp của nó, hoặc là hạ đường huyết làm trầm trọng thêm, là bởi vì đây là một trẻ non tháng. Ok, đồng ý với đáp án của Thịnh ha. Thảo nó đưa ra một cái kiểm soát ngưng thở của một bệnh viện Mỹ Đức, là một cái bệnh viện nó cũng rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh về cái chuyện IVF, là bệnh viện tư nhân, tuy nhiên nó lại là rất là tốt. Chỗ của hội chủ tịch hội đồng quản trị là cô Phượng, hồi xưa cô là giám đốc của bệnh viện Từ Dũ. Thì đây cũng là một bệnh viện tư nhân, nhưng bệnh viện rất là ổn, rất là tốt, rất là giỏi về lĩnh vực sơ sinh. À thầy thấy các đáp án bắt đầu có đáp án của Thanh Thư, của Hiển, của Bích Trâm là đa hồng cầu. Ok, chính xác, đa hồng cầu. Hay ngược lại với tình trạng đó là thiếu máu, đó là đa hồng cầu, đó là thêm một cái chẩn đoán nữa của mình. Chỗ Tú chẩn đoán là u trung thất, bất thường lồng ngực, bệnh cơ hoành, bất thường đường thở trên. Tú ơi, thường là những cái này thì khi mà mình khám trên lâm sàng thì mình sẽ thấy, nhưng mà bây giờ trên trên lâm sàng của mình là đáp của mình chỉ còn có những cái màu tô màu đỏ thôi, do đó tụi em hãy quên hết những cái chữ màu 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 đen, tụi em chỉ vịnh vô những cái màu đỏ nữa thôi để tụi em chẩn đoán ha. Còn nếu có những cái đó là mình đã phải khám, đã thấy rồi. Ở Rift Fan thì chẩn đoán đó là ngoài phổi thì nhiễm rồi tim mạch như tim bẩm sinh. Ok, nãy mình nói rồi, tăng áp lực phổi sơ sinh thì cái đó là cao áp phổi, thì có thể cao áp phổi tồn tại ra sau đó. Cái này thì nó thuộc về sau đại học, em cũng không cần biết cái này đâu.
thiếu máu, giảm thể tích, đa hồng cầu, rối loạn chuyển hóa, nhiễm những toan hại đường huyết hạ thân nhiệt. Cái này giống như copy từ cái nào đâu đó, với ông Eric. Thoát dị hoành hả Thảo? Không Thảo ơi, nếu là thoát dị hoành thì khi mình khám cho lâm sàng mình đã thấy rồi. Thì ở đây người ta đã ghi trên tình trạng lúc nhập viện. Ví dụ chẳng hạn giống như là thấy là nghe phế âm giảm một bên, hoặc là lồng ngực nó căng phồng, hay bụng nó lõm lồng thuyền đó sau đó. Ha, còn này không có rồi thì thôi. Tụi em có suy nghĩ chuyện gì không? Đứa này, trẻ này vừa mới đẻ ra. Đứa trẻ này vừa mới đẻ ra mà đã không khóc, đã sợ yếu. Tụi em nghĩ chuyện gì vậy tụi em? Mà trong này cái nước ối của này người ta lại không mô tả. Phải chi mình đang nãy hồi nãy mình đang cần, phải chi mình hỏi được cái nước ối. Còn trong này nước ối nó không biết nó màu gì. Cái này biết tụi em có nghĩ nguyên nhân gì nữa không? Vừa mới đẻ ra mà không khóc gì trơn luôn. Tụi em hãy tưởng tượng có một đứa trẻ, một đứa con mà đẻ ra, là tụi em phải đứng ở phòng ngoài, tụi em phải nghe là nó khóc oa oa rồi, mà đẻ ra nó không khóc là tụi em sợ gì vậy tụi em? Chính xác, xanh ngạt, đúng rồi. Có chừng đứa trẻ này có ngạt hay không mà thấy trương lực cơ nó yếu kìa tụi em. Đẻ ra một đứa bèo nhè yếu có chừng có ngạt ra sao hay không nha, là phải suy nghĩ đứa trẻ này có chừng có ngạt ra sao không. Mà từ ngạt bây giờ người ta sẽ không có chẩn đoán cái từ ngạt, mà người ta sẽ chẩn đoán nó là cái gì vậy? Chẩn đoán là gì? HIE đúng không, là hypoxic ischemic encephalopathy đúng không? Đó là gì? Là bệnh não. Bệnh não gì? Nó là gì tụi em? HIE là gì? Bệnh não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ. Hai cái từ nó dài thòn lọn vậy đó. Ok, chính xác Mai Trương. Mà trên lâm sàng đôi khi các anh chị sẽ ghi vắn tắt, đó là thiếu oxy não hết. Ha, do đó mong muốn tụi em mở hồ sơ ra tụi em xem, đôi khi sẽ thấy các anh chị ghi là thiếu oxy máu. Ha, mà thực ra đúng cái từ của nó là bệnh não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ. Và thực ra nó đồng nghĩa với chuyện đó là ngạt. Thế thực ra cái phạm trù nó còn rộng hơn nữa, nhưng mà tạm thời đối với mức độ đại học thì tụi em chỉ chấp nhận đó là SA, đó là bệnh não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ là ngạt. Rồi. Thế đứa này phải nghĩ một cái nguyên nhân nữa là chuyện có ngạt ra sai hay không ha. Rồi ok, đó là câu hỏi số 1. Mình sẽ nghĩ những cái khả năng nhiều nhất có khả năng nó xảy ra. Ha. Vậy thì bây giờ tới câu hỏi, giờ mình sẽ đưa ra đáp án. Bây giờ tụi em hãy đánh lại cái đáp án nhìn cho thầy. Từng cái đánh lại chung một file. Nghĩ đáp án của mình, chẳng đoán nhiều nhất của mình sơ bộ là cái gì? Em đánh trên Zalo đó. Thì bây giờ còn không thì thầy Đạt sẽ đánh trên này. Xin lỗi. Rồi ở đây gì chẩn đoán? Chị chẩn đoán ở đây, vấn đề của mình ở đây mình sẽ có những cái gì vậy? Nãy mình nghĩ là cái gì vậy? Bệnh màng trong. Đúng không tụi em? Rồi mình nghĩ chuyện gì vậy? Nhiễm trùng huyết đúng không? Rồi viêm phổi bẩm sinh. Rồi chậm hấp thu dịch phế nang. Rồi gì nữa? Đa hồng cầu. Mà thường đa hồng cầu này thì mình khám mình sẽ nhìn thấy một đứa trẻ này nó hồng dữ lắm. Cái đứa trẻ này nếu mà người ta ghi sẽ hồng dữ lắm, người ta nhìn nó rõ. Mà tại vì bữa đó mình không khám, mình đang coi trong cái này mà thôi. Rồi gì nữa tụi em? Hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, ngạt. Ngưng thở ở trẻ non tháng. Tim bẩm sinh.
Rồi còn gì nữa không tụi em? Thì nãy giờ mình đã chốt lại, đúng không? À, chỗ Audit Frank có ghi cái vấn đề đó là ví dụ chẳng hạn như xuất huyết não, đúng không? Xuất huyết não. Có những nguyên nhân ở ngoài phổi đó tụi em. Rồi ok, cơ bản là như vậy. Rồi về tụi em nhìn vô cái màn hình thầy đang chia sẻ, đây là cái chẩn đoán của mình, thì là cái vấn đề của nó. Vấn đề của nó đây là siêu hấp cấp. Là vấn đề của nó, cái của nó là siêu hấp, và đây là những cái gạch đầu dòng này chính là những cái bệnh mình nghĩ nguyên nhân tại sao nó siêu hấp, đúng không? Vậy thì bây giờ tới câu hỏi số 2, vậy thì giờ mình sẽ làm gì để khảo sát nó có phải là những cái này ra sai hay không? Vậy thì với siêu hấp thì làm sao để mình biết đứa này có siêu hấp, mình sẽ đề nghị cần lâm sàng gì? Đây là câu hỏi số 2. Đây là câu hỏi số 2. Thì với siêu hấp thì mình sẽ làm gì vậy tụi em? Mình làm sao để biết siêu hấp? Mình sẽ cho đề nghị cần lâm sàng gì? Khi máu động mạch, ok, đồng ý khi máu động mạch. Bệnh màng trong thì làm sao để biết bệnh màng trong? Màng trong thì làm sao để biết chụp X quang phổi, ok, đồng ý. Đó là chụp X quang. Đúng không? Nhiễm trùng huyết thì làm sao biết? Nhiễm trùng huyết làm sao biết tụi em? Ok, công thức máu. Vết máu ngoài biên, công thức máu, làm những cái bi lăng, công thức máu, rồi cái máu, ok, trước khi làm kháng sinh mình nghi ngờ chị nhiễm trùng huyết mình phải làm cái máu CRP rồi canxi tonin, ok, đó là những cái bi lăng viêm, hay gọi chung là những cái bi lăng viêm. Rồi mình sẽ cho làm những bi lăng nhiễm trùng gồm có công thức máu CRP rồi phết máu ngoại biên, nhưng mà thường rồi rocanxitonin với phết máu ngoại biên người ta chỉ làm một trong hai thôi, chứ người ta không có làm cùng lúc cả hai đâu tụi em, bảo hiểm nó cũng không có cho nữa ha. Xịn quá thì làm rocanxitonin, không thì làm CRP ha, và tùy từng cái giá trị của nó mình sẽ biện luận là coi nó có nhiễm trùng ra sao hay không. Thì những cái này ở đâu vậy? Là trong cái bài nhiễm trùng huyết sơ sinh, thầy sẽ không nhắc lại ha. Rồi cũng như làm phết máu ngoại biên để người ta coi chuyện gì vậy, coi có hạt độc không bào ra sao hay không, rồi có tỷ lệ có băng neutrophil bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ y trinh tê như thế nào ha, rồi bạch cầu trong công thức hồng trong trong cái công thức máu, tôi sẽ coi vô bạch cầu, có tiểu cầu, có công thức bạch cầu ha, và tùy từng cái ngày tuổi của nó, ví dụ như hạn như một đứa mà trong vòng 24 giờ đầu thì nếu mà bao nhiêu bạch cầu bao nhiêu là tăng, trên 30.000 gọi là tăng, còn nếu mà trên 2 ngày, từ 2 ngày trở đi thì nó phải là trên 20.000, đúng không? Và CRP cũng vậy, tụi em tự coi trong cái sách vở, coi trong cái tài liệu nó có ha. Vậy các em tự xem, mình sẽ làm bi lăng nhiễm trùng. Viêm phổi thì làm sao có biết biết có viêm phổi là sao hay không? Mình sẽ làm cái gì? X quang phổi, ok. Viêm phổi thì coi là mình sẽ làm X quang phổi thôi nha Triệu, không có làm CRP nha. CRP để đó là một đánh giá là bi lăng viêm thôi, chứ CRP sẽ không có quyết định coi đứa này có viêm phổi ra sao không, nó không đặc hiệu ha. Vậy thầy đánh trên này. Rồi ok. Giảm hấp thu dịch phế nang thì làm sao biết giảm hấp thu dịch phế nang về tụi em? Làm sao biết? Chúng ta sẽ dựa vô đâu? Dựa vô đâu để biết là chậm hấp thu dịch phế nang? Hồi nãy là mình dựa vô X quang mình có bệnh màng trong, mình sẽ coi cái chụp cái X quang, thì mình sẽ dựa vô nó có bốn cái giai đoạn và dựa vô tình trạng một trong bốn cái giai đoạn đó để mà mình sẽ chẩn đoán có phải bệnh màng trong ra sai hay không. Bốn giai đoạn đó có trong sách, có trong tài liệu rồi, không nhắc lại ha. Còn đối với X quang phổi của viêm phổi bên đây thì mình sẽ thấy những cái hình ảnh, những cái thâm nhiễm hai bên phổi. Rồi ok. Đối với chậm hấp thu dịch phế nang thì vẫn là chụp X quang phổi thôi tụi em. Mình sẽ thấy hình ảnh gì vậy? Thấy hình ảnh gì? Thấy những cái hình ảnh, thấy cái đường gạch lay, rồi thấy hình ảnh gì nữa? Thấy cái rãnh liên thì bé, những cái đó bình thường là sẽ không thấy, bây giờ lại thấy thì nghi ngờ chuyện chậm hấp thu dịch phế nang. Ok. Rồi đa hồng cầu thì làm sao để biết có đa hồng cầu ra sai hay không?
Làm sao để biết có đau hồng cầu ra sao hay không tụi em? HCT cao, ok, mình sẽ làm công thức máu, cũng vẫn là làm công thức máu thôi. HCT bao nhiêu gọi là đau hồng cầu? HCT bao nhiêu là đau hồng cầu? Trên 65% là đa hồng cầu ha. Cái này tùy tụi em về để tụi... đúng rồi, như như tụi em sẽ coi thêm để biết thế nào là đa hồng cầu. Vừa rồi cái nhóm có một số mấy anh chị đi thêm với thầy đi lâm sàng, thì thực ra thầy đi trực, hiện giờ thì có mấy mấy anh chị đi thêm, nó có một cái group của những em, có cả sinh viên Y4 cũng có, rồi các anh chị Y5 rồi Y6 từ hồi rất là lâu rồi, giống như là tụi nó đã thành lập một cái group, nó truyền từ đời này qua đời kia như team của thầy Khải vậy đó. Thì các em nó đã đi thêm, thì mỗi tuần thì đi trực thì thầy có cho tụi các em nó trình một cái chuyên đề. Thì vừa rồi cái chuyên đề vừa rồi là chỗ của anh Bình là Y5 lên Y6, thì anh có trình một cái chuyên đề đó là đa hồng cầu trẻ sơ sinh cũng rất là hay. Thì sắp tới này thì mấy bạn kia là nhờ anh Bình sẽ trình lại cái bình cái chuyên đề đó lại, thì để hôm nào đó trực, chắc trực bữa tới nữa, định tuần rồi, nhưng mà tuần rồi là lu bu quá, rồi có một ca nó trở nặng lu bu quá, thành ra cho đó không có trình được. Giờ đó chắc có lẽ chắc bữa bữa trực bữa tới thì sẽ trình ha. Thì có thể tụi em tham khảo, tụi em xem cũng được, nhưng mà hiện giờ đang dịch thì nó sợ hơi khó. Thì thường các em nó cũng cũng lén lén rồi nó đi 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 trực thêm. Thì nào qua dịch đó thì bạn nào muốn học thì bạn nào có thể là liên hệ với các anh chị đều biết hết trơn à. Nghe, hỏi qua chỗ của thầy Quân cũng được, thầy Quân là đệ tử đời đầu của thầy. Bây giờ thầy Quân đã trở thành là thầy rồi, cũng cán bộ giảng bộ môn nhi, thì đang làm nội trú. Rồi xong tới những bạn sau. Thường mấy mấy đứa nó cũng nội nội trú nhiều lắm rồi, đệ tử của mình nó thành nhìn nội trú hết rồi, rất là giỏi, các bạn rất là giỏi. Chân của chị Trâm là thủ khoa nội trú Gia Liễu, rồi chỗ của anh Tuấn là thủ khoa nội trú chung, cũng đều là trong team của thầy Khải. Do đó welcome mọi người, có thể thích nhi, nếu ai thích nhi thì hãy về nhi, sẵn sàng. Rồi trở về vấn đề ở đây của mình, thì đa hồng cầu thì mình sẽ làm cái công thức máu được, cái HCT nó như thế nào. Tiếp tới hạ đường huyết thì mình sẽ làm gì tụi em? Mình sẽ làm gì để coi có hạ đường huyết? Ok, gluco máu. Đúng không? Mình sẽ làm dextrose test đúng không? Mình sẽ làm cái dextrose test, tức là mình sẽ bấm cái đường máu nhanh, chứ mình sẽ không làm cái đường máu tĩnh mạch. Nha, cái đó nó chậm lâu lắm, tại vì hạ đường huyết mình phải làm liền, xử trí cấp cứu liền cho em bé. Mình sẽ kêu em điều dưỡng ơi, nếu mình nghi ngờ hạ đường huyết nào, mình sẽ em ơi bấm cái đường nó cho anh. Còn nếu mà hạ đơn nhiệt thì mình sẽ kêu nó làm cái gì? Như đó tụi em phải suy nghĩ coi là những cái khả năng này nó là như vậy đó. Thì khi mình nghĩ nghĩ đến những khả năng này thì mình mới kêu điều dưỡng ta làm, ta kiểm tra cho mình, không ai kiểm tra cho mình hết. Rồi mình sót. Thì khi cứ nghĩ nó bệnh màng trong, hồi nãy bệnh màng trong là nguyên nhân nhiều nhất đó. Cái em cứ nghĩ nguyên nhân đó, em điều trị đó hoài cuối cùng không ổn. À thì ra cuối cùng coi chừng nó chỉ là hạ đường huyết hoặc là hạ thân nhiệt thôi, kèm theo thôi. Mình làm cho kéo không ra. Thì hạ thân nhiệt để mình lại làm gì? Đo cái nhiệt độ nó thôi. Đúng không? Rồi bệnh não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ thì mình sẽ làm gì? Không có làm gì hết, không biết cách làm. Do đó đây được gọi là nguyên nhân vô căn, bởi vì người ta không thể xác định được ha. Xin lỗi, cái cơn ngưng thở ở trẻ năm tháng mới được gọi là cơn, là cái vô căn. Cái SA này cũng không được kiểm tra, nếu kiểm tra thì người ta sẽ dựa vô cái khí máu lúc ban đầu á mọi người. Khí máu, xin lỗi nha, thầy nhìn cái hàng nó lộn rồi. Đối với SA thì mình có thể mình sẽ kiểm tra bằng cái khí máu động mạch, nhưng mà khí máu này là khí máu lúc nó vừa mới xảy ra chuyện, chứ không phải khí máu bên đây, rất là khó. Nhưng mà cái điều này cũng không được làm ở lúc nó mới đẻ ra. Tuy nhiên có một số những bệnh viện họ cho làm để họ bảo vệ họ, là họ sẽ lấy cái máu ô cuống rốn để họ xét nghiệm. Như vừa rồi có một ca bên Đa khoa Trung ương cũng có làm cái đó để họ bảo vệ họ.
Đúng rồi, họ sẽ nói là em bé này nó siêu hấp này không phải do tôi làm cho nó ngạt nha, tại mấy ông bên khoa nhi bên kia mấy ông làm xử trí nó sao cuối cùng nó ngạt. Rồi cái ông bên nhi bên đây thì đổ thừa ngược lại cái ông bên kia là tại ông bên kia ông làm cho nó ngạt, nó nói chuyện quá bên tôi. Thì hai bên cứ cãi lộn với nhau thì không biết ai đúng ai sai, thì do đó là cái ông bên sẽ mới họ họ bảo vệ họ bằng cách là vừa mới đẻ ra siêu hấp họ đã làm cái khí máu ngay lúc đó rồi, rồi qua bên đây họ kiểm tra lại cái nữa. Thì bên đây anh nếu giả sử lúc đó mà không có siêu hấp thì lúc này họ nói lúc đó tôi là chưa có ngạt, nó chưa có thay đổi ha, để họ bảo vệ họ. Còn cơn ngưng thở này mới là vô căn nè. Còn tim bẩm sinh thì mình sẽ làm gì vậy tụi em? Siêu âm tim ha. Xuất huyết não thì làm gì vậy? Siêu âm xuyên tháp. Ok. Rồi đó là những cái nguyên nhân và những cái đề nghị cận lâm sàng của mình hết ha, và từ kết quả trở về mình sẽ coi như thế nào để mình tính tiếp. Rồi nhưng mà dẫu nó là cái gì thì bây giờ tới xử trí. Vậy xử trí ra sao đây, xử trí lúc nó vô viện như thế nào đây? Thì hãy nhớ ba cái nguyên tắc đối với điều trị sơ sinh. Một, để điều trị và cả khám luôn, tại vì sơ sinh nó có rất là nhiều vấn đề nhưng tụi em phải nắm ba vấn đề cốt lõi này thì tụi em sẽ điều trị em bé nó sống. Đây là tặng cho một câu, bữa nay tặng cho một câu giống như là gọi là khẩu quyết để mà điều trị sơ sinh. Một là gì vậy, phải coi hô hấp. Hai là gì vậy, nhiễm trùng. Ba, dinh dưỡng. Ba chuyện này. Do đó bây giờ thứ nhất đứa này là hô hấp, hô hấp thì đứa này hô hấp đạt chưa, nó làm đã thở oxy mà nó SpO2 của nó là ok. Thảo thầy thấy rồi, đã thở oxy mà SpO2 của nó còn 90%, tức là hô hấp nó chưa đạt. Vậy thì mình sẽ làm cái gì đây? Phải đổi qua một phương pháp thở khác đúng không? Mình có phương pháp gì vậy? Một là sao dạ cho thở CPAP, hai là gì ạ? Đặt nội khí quản thở máy đúng không? Thì ở đây mình sẽ chọn phương pháp nào? Mỗi phương pháp nó sẽ có cái chỉ định đó. Giờ tụi em về tụi em sẽ xem lại xem coi cái chỉ định cụ thể của nó là cái gì của riêng từng cái trường hợp. Tuy nhiên với cái trường hợp này khi em bé mà nó thở oxy SpO2 nó 90 chứ cũng chưa đến mức là nó 80 mấy hoặc là 7 mấy, và bên đây nó thở rên co lõm ngực cũng nhẹ thôi, thì có thể mình sẽ dùng một cái phương pháp nhẹ nhàng cho nó thôi. Là mình sẽ làm gì vậy? Thở. Đây mình sẽ cho là ghi, mình sẽ ghi cái câu cú ra sao luôn đây tụi em. Đây là câu hỏi số 3 trong cái đề thi tình huống. Thì sẽ xử trí lúc nhập viện thì mình sẽ ghi đúng cái y gan cái câu của người ta nha. Ví dụ chẳng hạn như đề thi kia là hãy xử trí cụ thể lúc nhập viện, là tụi em phải ghi cái y lệnh cụ thể hoàn toàn. Và khi nào người ta kêu là đưa ra hướng xử trí thì tụi em mới ghi cái hướng xử trí nha. Còn ghi y lệnh cụ thể là phải ghi giống như trong một cái hồ sơ bệnh án, giống mình là người bác sĩ gì đó. Thì ghi cái gì vậy? Nằm đầu cao 30 độ đúng không? Cái gì nữa? Thở oxy và CPAP. Còn số bạn thì ghi là thở máy không xâm nhập, CPAP gì đó cũng được hết. Hay đó là cái câu cú của bảo hiểm nó bắt ghi như vậy thôi. Mà cơ bản thì mình chọn cái phương pháp đó là thở và CPAP. CPAP ở đây thì nó sẽ gồm có hai cái yếu tố. Một đó là cái áp lực của nó, và thứ hai đó là cái FeO2. Thì áp lực bao nhiêu đây? Thì đối với một đứa trẻ non tháng, ở đây mình sẽ chọn áp lực bao nhiêu gì tụi em? Thường người ta sẽ chọn áp lực là từ từ 4 đến 6 đúng không? Thì thường ở đây trung bình mọi người sẽ chọn đó là áp lực đó là 5 cm nước, đấy trung bình ha. Còn FeO2 sẽ chọn bao nhiêu đây? Thì nếu mà giả sử như mà em bé mà nó tím này kia thì mình sẽ chọn FeO2 nó là 100%, còn nếu nó không đến mức là tím dữ dội lắm thì mình sẽ chọn trung bình có khoảng 40% là vừa rồi. Xong rồi sau đó mình sẽ gia giảm, tùy cái tình trạng mình gia giảm để mình chọn cái nồng độ nó vừa phải nhất để duy trì được FeO2 của nó trên 94% là ok ha. Rồi đó là vấn đề về thở oxy, thế là nằm đầu cao một cái, thứ hai là cho thở oxy một cái, thứ ba là gì vậy? Thứ ba là dinh dưỡng đúng không? Thứ hai là dinh dưỡng, đầu tiên đó là hô hấp, thứ hai đó là dinh dưỡng, thứ ba là nhiễm trùng, ba cái chuyện này ha. Bây giờ đây thì bỏ hàng này đi. Kháng sinh. Vậy ha, thứ nhất là hô hấp, thứ hai là nhiễm trùng. Bây giờ mình sẽ điều trị nhiễm trùng ra sau đây?
thì hãy nhớ điều trị nhiễm trùng ở đây, đứa này mình có nghĩ chuyện nhiễm trùng huyết không tụi em? Có đúng không? Và đối với điều trị nhiễm trùng hãy nhớ một chuyện, bây giờ thầy sẽ nói nhanh tại cũng nó sẽ trưa trưa rồi. Thì điều trị nhiễm trùng ở đây thì người ta sẽ phân nó ra là nhiễm trùng sơ sinh sớm và nhiễm trùng sơ sinh muộn để người ta chẩn đoán, để người ta nghĩ là nhiễm trùng cái kiểu nào để người ta điều trị luôn. Thì nhiễm trùng sơ sinh sớm là bao nhiêu ngày và muộn là bao nhiêu ngày tụi em? Nó sẽ có hai cái trường phái, một cái trường phái là nhiễm là người ta sẽ lấy cái mốc đó là 7 ngày, một cái trường phái họ sẽ lấy cái mốc đó là ok Hoàng Duy Vĩ 7 ngày. Rồi thì thấy rồi. Hồng Y. Còn đôi khi một số trường phái họ sẽ lấy cái mốc đó là 3 ngày. Tuy nhiên đúng là 3 ngày, tuy nhiên chọn cái nào cũng được cả và người ta sẽ phân, người ta cũng vẫn còn đang tranh cãi và không có vấn đề gì cả hết. Tuy nhiên thầy vẫn ủng hộ cái chuyện đó là 3 ngày hơn là 7 ngày hơn là 3 ngày. Lý do tại sao vậy? Là bởi vì nó sẽ có lợi hơn tụi em. 7 ngày nó có lợi hơn. Tại sao có lợi thì lát chút xíu mình sẽ được biết nè. Bởi vì tại sao vậy? Khi mà nhiễm trùng sơ sinh sớm ở đây, thầy xin lỗi thầy sẽ tắt ngang cái màn hình ở đây, thầy sẽ lấy sử dụng cái màn hình này luôn nha, lát thầy xóa. Nếu mà sớm là người ta sẽ phân nó ra một cái là muộn. Mình sẽ kẻ hai cái hàng đi. Đây người ta phân nó ra một cái là sớm, cái đó là muộn, đúng không tụi em? Thầy đang trình bày ở trên cái màn hình dưới 7 ngày. Muộn nó là trên 7 ngày. Thì đây, đối với nhiễm trùng sơ sinh sớm thì thường nếu một em bé mà nó nhiễm trùng sơ sinh sớm, tức là trong vòng 7 ngày đầu tiên, thì nó sẽ thường nhiễm những cái con vi trùng gì? Còn muộn sẽ nhiễm những con vi trùng gì? Mình phải nghĩ những có khả năng nó nhiễm những con vi trùng gì để chi tụi em biết không? Để mình điều trị. Bởi vì kháng sinh là để đánh vi trùng. Do đó trong đầu mình đang nghĩ kháng sinh gì thì chọn điều trị cái đó. Trong cái bài tụi em đang học là cái bài nhiễm trùng sơ sinh, người ta đưa rất rất là nhiều những cái phác đồ. Tuy nhiên tụi em sẽ bơ vơ không biết phải điều trị như thế nào cho nó phù hợp. Thì ở đây thì em chỉ cần nắm cái nguyên tắc của nó là nghĩ vi trùng gì mình điều trị kháng sinh đó. Cho nên mọi người hiện giờ ngay cả Cần Thơ với này mọi người cũng vẫn điều trị kháng sinh rất là loạn soạn sà ngầu và không hiểu cái chuyện đó. Chỉ cần mình nắm được cái nguyên tắc này mình sẽ điều trị một cách cho nó chính xác và trúng đích hơn. Là nhiễm trùng sơ sinh sớm mình sẽ nghĩ những cái khả năng những vi trùng gì vậy? À thì thấy rồi những cái đáp án. Sớm tọt không. Ok thì thấy rồi. Hồi nãy lúc nãy mình đã quy ước rồi, tem tọt đó là cái nhóm virus. Hiện giờ mình đang nói tới cái nhiễm trùng này để mình điều trị kháng sinh là chỉ nói tới vấn đề về vi trùng. Ha tụi em quy ước. Tọt đó mình đâu có điều trị được tụi em, đâu có điều trị kháng sinh gì đâu. Ha. Mà mình sẽ điều trị bằng bằng vi trùng. Đây thì thấy ba cái đáp án chủ yếu. Một đó là GBS. Đúng không? Thứ hai đó là E. coli. Thứ ba đó là Listeria. Đúng không? Đó là ba cái con chính xác. Còn đối với nhiễm trùng sinh muộn thì thường là những cái vi trùng gì? Cũng vẫn đó là GBS. Đúng không? Rồi E. coli có thể có luôn nè. E. coli. Rồi gì nữa? Ủa tức là 7 ngày trên 7 ngày nó đã về nhà rồi đó tụi em, nó đã nhiễm những cái vi trùng từ ngoài cộng đồng rồi đó. À liên cầu, ok. Streptococcus, ok. Streptococcus đó. Phế cầu, đúng rồi, phế cầu. Có gì nữa? Hữu cầu aureus, ok thầy thấy rồi, Staphylococcus aureus. Có gì nữa? Liên cầu gì đấy, rất là nhiều đúng không? Vân vân. Cái con Listeria này nè tụi em. Có còn nữa không? Listeria có còn nữa không tụi em? Ít lắm, con này nó rớt hạng xuống rồi.
là đứt hạn xuống này rồi, con Listeria dưới này nó không còn nữa ha, nó không có nữa. Ok Quy, do đó bây giờ kháng sinh như đó mình đã nghĩ trong đầu như vậy thì mình sẽ điều trị như vậy. Thì những đứa mà nó dưới 7 ngày tuổi thì có khả năng chỉ thường là ba cái con này là hơn, do đó kháng sinh tôi sẽ đánh được vô ba cái con này. Thì bây giờ mình có những cái kháng sinh nào mình đi điều trị được mà phổ quát được ba cái con này, mình có kháng sinh nào vậy tụi em? Bây giờ cái mình có kháng sinh gì để điều trị? Cefa3 đúng không? Mình có Cefa3, Cefa3 là cefalosporin thế hệ thứ ba, là kháng sinh đời sau cái nhóm trong của cái nhóm beta lactam. Thì cái Cefa3 này đánh nó là kháng sinh phổ rộng hay phổ hẹp? Nó là phổ rộng, nghiêng về vi trùng gram dương hay gram âm nhiều hơn? Gram âm nhiều hơn ha. Do đó là Cefa3 này đánh được CBS được không? Được, rất là ổn. CBA này đánh được cho CBS. Đánh được luôn cái gì vậy? Ecoli. Đánh được cho Listeria không tụi em? Kết quả không. Trong khi đó một thằng penicillin đời cũ. Thằng penicillin đời cũ là penicillin A, tức là ampicillin, đúng rồi, giỏi. Thì ampicillin nó lại đánh được cho cái thằng đặc hiệu cho cái thằng Listeria. Ampicillin này đánh được GBS không tụi em? Cũng được nhưng mà dở lắm, không bằng. Ecoli được không? Được nhưng mà dở không bằng. Nó đánh chuyên cho Listeria. Cefa3 là đời sau đó, tốt đó, nhưng mà lại đánh Listeria không giỏi. Do đó đó là lý do mà đối với nhiễm trùng sơ sinh sớm như thế này thì chúng ta sẽ làm gì vậy? Chúng ta sẽ phải phối hợp hai thằng với nhau, đó là ampicillin phối hợp cùng với Cefa3. Có thể chúng ta sẽ phối hợp hay không là tùy, phối hợp cùng với thằng nhóm amino glycoside ha. Rồi ok. Do đó như vậy thì đối với nhiễm trùng sơ sinh sớm mình sẽ phối hợp hai loại kháng sinh này. Nếu đánh giá nó nặng quá thì có thể mình sẽ phối hợp thêm cái nhóm aminoglycoside, tức là toramycin hoặc là gentamicin hoặc là amikacin. Còn đối với nhiễm trùng sơ sinh muộn rồi thì cái thằng Listeria này nó còn nữa không tụi em? Ít lắm. Cái thằng Listeria này là cái thằng này nó nằm ở đâu gì tụi em biết không? Nó nằm ở đường sinh dục của mẹ nó. Do thường mà nói cái con có cái con nào mà sống dai được sinh dục ở dưới của mẹ nó đâu, nằm dưới giữ thò giữ dằn mà tới qua khỏi 7 ngày vậy đâu, con quỷ thôi đúng không? Do đó không thể nào, do đó ít lắm, do đó không còn nữa. Mà đã không còn nữa thì mình có cần phải dùng tới ampicillin nữa không tụi em? Không cần đúng không? Do đó bây giờ kháng sinh của mình sẽ còn lại là Cefa3, mình sẽ có thể phối hợp với aminoglycoside. Mà thường đối với nhiễm trùng huyết nặng thì thường mọi người sẽ sử dụng cả hai này luôn, chứ không phải là một thằng để mới đánh nổi ha, chứ đánh một thằng sợ đánh không nổi. Thằng amylglycoside này nó chỉ có tác dụng là hiệp đồng, nó giống như tăng máu như chơi game vậy tụi em. Do đó là không có vấn đề gì hết. Chủ yếu cái thằng đánh giỏi là ampi và Cefa3 nè, là đánh trên những trường hợp sớm. Còn đối với sơ sinh muộn là Cefa3 mà thôi ha. Rồi ok. Đợi kháng sinh đó là ampi và Cefa3 ha. Còn nếu nó nhẹ thì nó khỏi dùng aminoglycoside cũng được. Vậy thì ở đây mình sẽ điều trị như thế nào đây? Dùng ampicillin. Ok. Mình sử dụng luôn cefotaxim. Đối với mấy đứa trẻ sơ sinh thì người ta rất là ngại sử dụng ceftriaxone. Lý do là bởi vì nó liên quan tới cái chuyện vàng da, họ sợ cái chuyện là liên quan nó sẽ cạnh tranh với cái gì vàng da. Do đó cũng là Cefa3 nhưng mà ceftriaxone không được chuộng trong điều trị đối với trẻ sơ sinh. Do đó tụi em thấy cái hồ sơ sẽ không thấy, ít lắm, không có thấy, ngoại trừ nếu có thì chắc đứa đó chắc khoảng 28, 29 hoặc là 30 ngày tuổi rồi, tức là qua gần cả tháng rồi người ta mới dám dùng thôi. Nha.
Rồi, mình sẽ dùng hai loại này. Vậy y lệnh của điều trị hai loại này ra sao? Và chọn được kháng sinh rồi đó. Và dùng đứa này dùng đường truyền hay là đường uống? Chắc chắn dùng đường truyền rồi ha. Nhiễm trùng huyết mà. Và kháng sinh này sử dụng đó là đường truyền, đường chích đó, tiêm chích đó. Vì liều lượng nó ra sao? Một lọ này nó sẽ có bao nhiêu gam vậy? 1 gam, đúng không? Vì liều lượng đối với sơ sinh đối với ampicillin và cefotaxim ra sao? Thì hãy nhớ, thuốc đối với trẻ sơ sinh không giống như bé lớn, rất chi ly tụi em. Thuốc đối với trẻ sơ sinh là tụi em phải coi trong gì vậy? Neophát. Ha, hoàn toàn phải coi trong neophát chứ không có được giống như bé lớn. À, thấy vĩ ghi là ambi là 150 đến 200 mg một ký một ngày. Vĩ ơi, điều này không có làm. Đối với trẻ sơ sinh rất chi ly, đã nói rồi, bác sĩ Nhi là kỹ tính rồi, nhưng bác sĩ sơ sinh lại càng kỹ hơn nữa. Và người ta có nguyên cả một quyển luôn neophát. Có cả nguyên một quyển là neophát để người ta xem cái thuốc đối với sơ sinh và bắt buộc là phải xem trong neophát để điều trị sơ sinh. Do đó mỗi em tối đêm nay về phải tự tải neophát cái bản mới nhất của mình về chiếc điện thoại thông minh của mình để xem. Bởi vì tại sao vậy? Thuốc sơ sinh không tính chung chung một ngày mà tính là theo dose và interval. Ha, sẽ tính theo dose. Thứ hai là interval. Dose là sao vậy? Dose là một lần sử dụng thuốc, interval là khoảng cách giữa hai lần sử dụng thuốc. À, người ta tính như vậy đó. Vậy thì một dose đối với ampicillin là như thế nào vậy? Thì một đô ampicillin là họ sẽ lấy cái liều từ 25 cho đến 50, thì ở đây mọi người lấy cái liều đó là 50 mg một ký một dose, tức là một lần sử dụng thuốc. Vậy đứa này bao nhiêu ký về tụi em? 1 kg 7, đúng không? Vậy thì mình sẽ dùng cái liều của nó, một đô của nó được bao nhiêu? Kilo 7. Vậy thì 50 nó sẽ là bao nhiêu? Bao nhiêu? Tính, bấm máy tính liền. Bao nhiêu vậy tụi em? Tám mấy? 85, đúng không phải không ta? 85 mg, ok. Mình sẽ dùng, mình sẽ ghi y lệnh là 85 mg. Vì sử dụng mấy lần trong ngày đây là nhân mấy đây? Thì để sử dụng mấy lần trong ngày thì phải biết được cái interval của nó. Interval là khoảng cách giữa hai lần sử dụng thuốc. Thì thuốc đối với sơ sinh là phải tính như vậy đó. Chứ không phải nhắm chừng giống như ở bé lớn ở phải sử dụng ngày 3 lần, 4 lần hay 2 lần nữa, sao không phải như vậy. Không phải muốn bao nhiêu. Giả sử như đối với những đứa này mà bé lớn là sử dụng ngày mấy lần? 3 đến 4 lần mới có giá trị, đúng không? Còn đối với sơ sinh thì không. Tại vì những đứa trẻ sinh nó rất là đặc biệt. Lý do tại sao đặc biệt thì có một cái chuyên đề của một bạn sẽ làm, đó là bạn Vi, Lai Gia Thúy Vi. Nó là cũng là đứa đệ tử của thầy, chắc cùng lớp với tụi, cùng khóa với tụi em quá. Lai Gia Thúy Vi là Y4 đó. Là thầy hướng dẫn bạn đó làm đề tài. Thì Lai Gia Thúy Vi cũng sẽ trình một cái chuyên đề về cái chuyện là tổn thương thận cấp đối với trẻ sơ sinh để mà điều chỉnh cái liều thuốc, cũng khá là hay, rất là hay. Thì Vi nó cũng đã làm xong rồi, nó đang gửi thầy để thầy xem, để chắc trong vài cái bữa trực tới thì thầy sẽ cho các em nó trình cái đó để hiểu, tìm hiểu lý do tại sao là thuốc đối với sơ sinh phải chia nhỏ liều ra như vậy, rất là cẩn thận và phải tính theo chi ly đến như vậy. Thì đây là interval, là khoảng cách giữa hai lần sử dụng thuốc. Thì đối với đứa trẻ, mỗi đứa trẻ sơ sinh nó sẽ có interval nó khác nhau. Thì em biết tụi em nào có cái neophát không? Thì mở một cái neophát. Neophát trong này, cái bảng trong máy tính này của thầy thì đời cũ rồi. Bạn nào có chụp cái neophát mà ngay cái đoạn của ampicillin thì đưa lên cho mọi người xem. Đâu rồi ta? Harry S. Bản 24. Bản này thì không có thích lắm. Bản 17. Ampicillin, em thấy trên màn hình chưa? Đây, đô một đô của nó là 25 đến 50, mình chọn 50 rồi ha. Sự interval của nó ra sao? Đây cái interval của nó. Mọi người có thấy rằng không? Ta kẻ những cái bảng này, kẻ cái này. 29, người ta sẽ dựa vô tuần tuổi thai của nó, vô ngày tuổi của nó
để người ta biết cái interval nó là khoảng bao nhiêu. Thì em tập trung ở đây ha. Thì đối với dưới 29 tuần tuổi thai, người ta sẽ phân nó ra hai cái mốc, 0 đến 28 ngày trên 28 ngày. Rồi từ 30 đến 36 tuần tuổi thai, phân ra 0 14 ngày. 37 đến 44 tuần tuổi thai từ 0 đến 7 ngày và trên 45 tuần tuổi thai. Rồi bên đây interval là 12 8. Thì đứa trẻ của mình hiện giờ là đang là bao nhiêu? Đang là từ 30 đến 36 tuần, đứa trẻ mình 32 tuần đúng không tụi em? Và đứa trẻ này vừa mới đẻ ra xảy ra chuyện, và ngày hôm nay mình đang cần dùng kháng sinh của nó là trong vòng 14 ngày đầu đời của nó, thì interval của nó là khoảng bao nhiêu? Là 12. Điều đó có nghĩa là mình sẽ phải sử dụng một ngày mấy lần vậy tụi em? Ngày mấy lần? Ok Thảo, Thảo giỏi quá. Bạn Thảo này có làm nghiên cứu với ai không vậy? Thảo có làm nghiên cứu với ai không? Không. Vậy dạ hả? Không anh. Sao ổn quá vậy? Không làm nghiên cứu, rất cập nhật, chịu cập nhật những kiến thức tốt quá. Thì do đó interval của mình ở đây đó là 12 tiếng đồng hồ đối với đứa trẻ này ha. Thì do đó mình sử dụng ngày mấy lần tụi em? Nhân mấy? Nhân 2 ha. Và đây là tim mạch chậm. Rồi tụi em sẽ ghi cái giờ nó ra, ví dụ mấy giờ đó? 8 giờ 20 giờ chẳng hạn. Rồi đó là cái y lệnh của MB. Còn cefotaxim thì cũng tương tự như vậy. Thì tụi em cũng về tụi em coi trong nail vắt đó ra ha. 1 gram. Rồi bây giờ bên đây cũng như vậy, 85 mg nhân 2 tim mạch chậm 8 giờ 20 giờ. Rồi, ok. Đó là kháng sinh. Tới một phần nữa, đó là phần thứ ba, phần đầu tiên. Ba cái nguyên tắc, một đó là hô hấp, thứ hai là nhiễm trùng, thứ ba đó là dinh dưỡng, đúng không? Rồi ok. Rồi dinh dưỡng. Vậy thì dinh dưỡng ở đây mình sẽ điều trị như thế nào đây? Đáng lẽ dinh dưỡng thì nó sẽ có nguyên một cái bài về dinh dưỡng, là dinh dưỡng đối với đứa nuôi ăn, đối với những đứa trẻ sơ sinh. Thì giờ đứa trẻ này dinh dưỡng thì em sẽ định nuôi nó bằng cách nào? Mình sẽ có những cách sau đây. Một là sao vậy? Bú mẹ, bú trực tiếp. Cách thứ hai là đặt xong dạ dày nó vào bơm sữa. Cách thứ ba là mình sẽ nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn. Vậy thì em sẽ chọn cái cách nào? Hoặc là đôi khi giả sử nó ổn hơn, mình sẽ nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn, mình nuôi ăn tĩnh mạch cộng với cái chuyện đó là cho ăn sữa qua xong dạ dày. Thì em sẽ chọn cái cách nào? Rồi thầy sẽ nói luôn ha. Thứ nhất là bú mẹ mình có chọn hay không? Kết quả không chọn bú mẹ. Lý do tại sao vậy? Bởi vì đứa trẻ này có phản xạ bú hay chưa về tụi em? Chưa. Vậy bao nhiêu tuần tuổi thai là có thể có phản xạ bú? Trả lời nhanh. Bao 34 tuần tuổi thai, ok, đúng, chính xác. Rồi, 34 tuần thai sẽ có phản xạ bú. Đứa này mới có nhiêu là 32 tuần thôi. Ok, đồng ý Khánh Phụng. Nha, là chỉ có 32 tuần tuổi thai thôi. Vậy đứa này chưa có phản xạ bú, chứ là không bú được. Thứ hai là đặt xong dạ dày để cho ăn sữa, cho không? Không, không làm luôn. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì đứa trẻ này đang siêu hấp tụi em ơi. Em tưởng tượng ra một đứa trẻ đang siêu hấp rồi thì mình không có cho nó làm cái gì cả hết. Em ơi, em không cần phải lo ăn uống gì hết, em không cần phải làm gì hết. Em chỉ cần lo thở thôi. Mọi thứ để anh lo hết trơn. Nghe cái kiểu nó như vậy. Do đó không cần, không cần. Thành ra là ở đây làm sao vậy? Mình sẽ cho nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn. Vậy cái bài nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn thì cái bài này thì thầy gì nữa cũng sẽ dạy cho em. Nếu em chọn định hướng nội nhi thì nó sẽ dạy cho em vào năm thứ 6. Tuy nhiên bây giờ để chữa trái cho hiện giờ, để cho em bé nó sống còn ha, thì mình sẽ có thể có cái cách khác. Còn đối với cái bài mà nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn thì tụi em phải nuôi ăn cho nó đúng đàng hoàng. Ở bữa đầu tiên là mình sẽ cho chất gì chất cho đạm, cho đường, cho canxi ra sau đó. Ngay từ tới bữa thứ hai mình sẽ cho gì, cho kali, cho natri ra sau đó. Đến bữa thứ ba ra sau đó, và từng ngày nó sẽ từng cái liều lượng khác nhau. Sơ sinh nó như vậy đó, chứ không phải như bé lớn chung chung bữa nào cũng giống như nhau hết. Bây giờ đối với đứa này thì cái điều mà để sống còn đối với một đứa trẻ này, trong những cái chất ví dụ như đạm, đường, mỡ, thì tụi em nghĩ chất nào có khả năng em bé nó sống được? Nếu tụi em thì em chọn một trong những chất này, thì em chọn cái chất nào có khả năng cho em bé nó sống được nhất để nuôi ăn, để nó sống sót tối đêm nay. Ví dụ như tối nay em trực đi, thì để sống sót tối đêm nay để tới ngày mai, thì em chọn chất nào? Ok, Luco. Rồi sẽ chọn Luco. Thì ở đây chính xác luôn.
Thì đây mình sẽ chọn là luco là đường, thì thực ra đường và để chọn nồng độ đường cũng như là cái cách pha như thế nào đó sẽ có cái bài đó, thì nó sẽ cần thiết thì sẽ dạy lại cho tụi em. Còn không thì hôm nào đi trực, bạn nào đi trực thì sẽ chỉ cái nhóm trực đó, thì sẽ kêu trình cái chuyên đề đó lại. Rồi, ở Rick Phan giỏi lắm. Thì ở đây cơ bản thì cái đường nếu mà để chữa cháy thì mình sẽ chọn cái đường bao nhiêu phần trăm, thì trung bình cái đường mà để mà duy trì cho nó đủ sống thì là bao nhiêu phần trăm? 10% ha. Cái đường 5% là đường đẳng trương, là nó thấp lắm, còn 30% là nhiều lắm. Đối với đứa trẻ mà nếu lập cái đường truyền, trẻ sơ sinh lập đường truyền ngoại 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 biên thì cái nồng độ đường của nó không được vượt quá 12,5% ha. Còn nếu mà cái lập cái đường truyền trung ương thì không được vượt quá 25%. Do đó chắc chắn là mình sẽ không dùng đơn thuần cái đường 30% rồi. Nếu có dùng 30 thì cũng phải pha cho nó loãng lại hơn ha, để cho nó thấp hơn, để không được vượt quá 12,5%. Do đó người ta sẽ thường lấy cái đường nó làm 10% là vừa phải, không quá thấp không quá cao, đến 10%. Vậy thì lấy bao nhiêu ml đây và truyền với tốc độ bao nhiêu đây là câu hỏi. Thì lấy bao nhiêu ml đây thì mình sẽ biết rằng, phải biết rằng đó là nhu cầu dịch hàng ngày của đứa trẻ sơ sinh này là bao nhiêu. Thì nó là phải học thêm một mảng nữa, tối đêm nay về phải coi thêm là nhu cầu dịch đối với từng đứa trẻ nó sẽ khác nhau, 1 ngày tuổi nó khác nữa, 2 ngày tuổi nó khác, 3 ngày tuổi nó khác, 4 ngày tuổi nó khác, tùy từng đứa tuổi nó khác nhau, term return nó khác, tức là đủ tháng nó khác, non tháng nó khác, non tháng kiểu bao nhiêu tuần nó khác nữa. Bây giờ thầy sẽ cho cái đáp án trước, tối nay tụi em về sẽ xem thêm những cái đó và tụi em sẽ thi, thầy sẽ hỏi những cái đó đó ha. Bây giờ cho đáp án đây là một đứa trẻ này là non tháng 32 tuần, thì với ngày đầu tiên thì nhu cầu dịch của đứa này nó chỉ có khoảng đó là bao nhiêu, đứa này là bao nhiêu, 60 ml một ký trong một ngày đối với ngày đầu tiên của nó. Thì 60 đến 80 mà người ta đối với những đứa trẻ mà non tháng thì thường cái nồng cái dịch của nó sẽ phải cao hơn đứa trẻ đủ tháng. Đứa trẻ đủ tháng là có khoảng 60 ml một ký một ngày thôi, nhưng đứa trẻ non tháng thì khoảng 80 ml một ký trong một ngày. 80 ml một ký một ngày. Thì 80 ml này thì đứa trẻ này bao nhiêu ký vậy tụi em? 1 ký 7. Thì 80 mà nhân cho 1 ký 7 là bao nhiêu? Đầu tiên bấm máy tính thử coi 80 x 1 ký 7 là nhiêu gì tụi em? Bao nhiêu ml? 136, ok, Phúc. Phúc nó cũng còn thức đến giờ này. Mình sẽ ghi là bao nhiêu? 136 ml. Ok. Mình truyền tốc độ, truyền tĩnh mạch với tốc độ bao nhiêu? Nó là dùng trong một ngày, vậy thì trong một giờ là bao nhiêu vậy tụi em? Là bơm truyền tự động là bao nhiêu ml trên giờ? Em chia ra, chia cho mấy? Chia cho 24 đúng không? Thì 136 tụi em chia cho 24 là nhiêu? Bao nhiêu vậy tụi em? Nhiêu phút? 5,6, ok, mình sẽ ghi 5,6 ml trên giờ. Rồi ok, đó là truyền của mình, đó là một cái y lệnh của mình. Do đó chỗ này nếu đáp án của bạn nào thì thực ra mình lấy du di thôi tụi em, nó có cỡ khoảng bao nhiêu đây. Còn nếu giả sử bạn nào mà nãy lấy cái liều nó là 70 ml một ký trong một ngày thì cái gì, bạn nào mà lấy 130 ok cũng chấp nhận được luôn, bạn nào lấy 120 cũng được luôn, nhưng mà lấy ít quá thì 80 thì thấy sai rồi đó ha. Hoặc là bạn đã lấy 140 luôn cũng được, không sao cả hết, không có sai gì hết, không sao tụi em. Nhưng mà nhớ mấy đứa mà non tháng nhưng mà tụi em truyền mà nhiều quá là coi chừng nó quá tải cái tim đó nha. Ha, do đó thường tụi anh sẽ lấy nhà thấp thấp vừa vừa khoảng 70-80 là được rồi. Rồi truyền nó thì mình chia nó ra là 5,6 ml trên giờ. Rồi ok, đó là xong một cái y lệnh. Hô hấp có, xử trí về dinh dưỡng có, xử trí về kháng sinh có, ok. Rồi sau đó mình đối với những đứa này mình phải đặt xong dạ dày đỉnh dẻ, đó là những cái râu ria. Hoặc là lúc nãy bạn nào có nghĩ tới chuyện mà đó là cân ngưng thở đối với trẻ non tháng thì mình sẽ cho cái cafein citrate ha. Rồi ok, đó là chỉ mới có ban đầu mình sẽ điều trị, đồng thời mình sẽ cho những cái xét nghiệm, những cận lâm sàng là cái câu hỏi số 2 nãy trên này của mình ha. Để em coi lại cái màn hình thì mình sẽ đều đề nghị những cái cận lâm sàng. Rồi xong rồi sau đó nó tùy cái tình trạng mà nó diễn tiến nó ra sao, mình sẽ phải lại xử tiếp tục là một câu chuyện nữa ha. Thì ngày hôm nay các có lẽ mình sẽ chấm dứt ở đây để mình biết về vấn đề về chẩn đoán, về đề nghị cận lâm sàng và xử trí ở tại thời điểm lúc nó nhập viện.
Rồi sau đó tùy tình trạng của nó thì mỗi một ca lâm sàng thì với diễn tiến của nó mình sẽ phải có những cái thay đổi về điều trị, phải đánh giá hiệu quả điều trị nó thường bao lâu sau đó nữa. Thì khi nào có dịp đi trực bạn nào đi thêm, hoặc là khi có dịp gặp lại tụi em ở nhi xa, ở nhi ba, ở xin lỗi, ở năm thứ sáu nhi ba thì không có dạy mà thầy dạy định hướng chuyên khoa, thì sẽ gặp lại ha. Bạn nào yêu thích nhi, yêu thích sơ sinh thì sẽ gặp nhau. Rồi ok được không ta? Giờ này tới mấy giờ rồi? Gần 12 giờ rồi, chắc tụi em đã đói bụng rồi đúng không? Alo, tụi em còn thức không vậy tụi em? Phúc cho nó còn thức mà. Còn Quy còn. Mai Thị Bích Trâm còn, Trâm. Phương Thảo còn. Như còn, còn thức. Kiệt. Khôi còn. Quân còn. Thiện còn. Ok, cũng còn nhiều người thức nhiều quá. Ừ. Rồi thôi vậy ăn cơm tụi em ơi, đói bụng quá. Rồi ok, vậy tạm biệt tụi em ha. Hy vọng là tụi em à Hiển hả? Thầy ơi cho em xin file của thầy sửa được không thầy? Nãy giờ tụi em không có chép lại hả? Tụi em không không có chép lại hả? Nè. Nè thôi được rồi nè, còn không bạn nào thì bạn nào chụp cũng được, không sao, để thầy khỏi phải gửi vào luôn cũng được. Được không? Là tụi em có thấy trên màn hình không? Thấy chưa? Ủa xin lỗi thầy đã tắt cái chia sẻ rồi hả? Đấm sao để chia sẻ lại cho tụi em. Đó, Trâm nó chụp hết trơn rồi kìa tụi em. Rồi thôi gì được rồi. Nghe thầy mới mở lại cho tụi em xem đó. Như Trâm nó cũng có chụp lại hết rồi nè. Vậy thầy khỏi gửi ha. Rồi ok. Rồi. Ok. Còn vấn đề vàng da thì chừng nữa chắc có lẽ sẽ cô Nguyệt sẽ dạy cho tụi em. Rồi còn cô Loan nó dạy bài nhiễm trùng nữa. Ha. Thầy chỉ dạy cái vấn đề về về siêu hấp thôi, bình cho siêu hấp, giờ bình nữa là bình không nổi. Rồi có dịp giả sử ví dụ đi lâm sàng thêm này kia thì thầy sẽ chỉ thêm những cái khác, thì chắc chắn thầy có thể thì sẽ dạy cho tụi em những cái đó thì cũng được, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tại vì sợ không còn thời gian thôi, hôm nay thì mình sẽ học một bài thôi ha. Rồi giờ về đi ăn cơm đi, đói bụng rồi. Rồi tạm biệt tụi em, chúc tụi em học tốt, thi tốt để qua khỏi cái Y4 trong mùa dịch này. Ha, gặp lại nhau ở ở Y6 rồi chứ không phải gặp nhau ở lần 2 ha. Rồi thôi tạm biệt tụi em. Rồi có vấn đề gì đó thì tụi em cũng có thể tụi em trao đổi được ha, trao đổi qua Facebook, qua Zalo đều được hết nha các em.